đọc truyện. Ta trời sinh đã là nhân vật phản diện. Tác giả: Thiên mệnh phản phái, tự truyện gốc là Ta. Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 2341 dị số. Đây chỉ là khí tức mà hắc bào lão giả vô tình để lộ ra ngoài sau lời nói vừa nãy, cũng không có ý định nhắm vào bọn hắn. Nhưng cái cảm giác áp bức kinh hoàng trước khí tức cuồn cuộn thấp vũ trụ này vẫn làm bọn hắn kinh hãi và hoảng sợ. Tồn tại giống như vị lão tổ cố gia này thật sự chỉ có thể hình dung bằng từ quỷ thần khó lường, không thể đoán trước được và hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn hắn nhưng dường như cố trường ca lại không cảm nhận được cổ áp bách này sắc mặt tự nhiên điềm tĩnh cười nói lời này của lão tổ là có ý gì chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi ta cho rằng ta thật sự có ý định hủy hoại sơn hải chân giới này khiến vạn linh thương sinh chôn vùi cùng nhau lời nói của hắn đã làm thần sắc của một đám lão tổ trong từ đường biến đổi bỗng nhiên bọn hắn có cảm giác cố trường ca và vị tiên tổ này đang đối nghịch nhau bất kể thế nào bây giờ cố trường ca cũng là tộc nhân của cố gia thậm chí còn quen thuộc một vài người trong số bọn hắn đương nhiên bọn hắn không hy vọng cố trường ca sẽ phát sinh xung đột với vị tiên tổ này hắc bào lão giả cũng biết bản thân đã thất thố thần sắc nhanh chóng khôi phục lại lâu lắm rồi tâm tình của hắn mới bất ổn như hôm nay vốn dĩ thái độ của hắn đối với sơn hải chân giới chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc quan sát bởi vì từ trước đến nay không có mấy người có thể thực sự lọt vào tầm mắt của hắn chỉ duy nhất cố trường ca là một ngoại lệ có thể là vì hắn không thể nào cảm nhận được phần còn lại của thời không thời gian khác của ký tức hay những biến động trong sự tồn tại trên người của cố trường ca dường như cố trường ca đã thực sự thu lại thân ảnh của mình trên tất cả tuyến thời gian trong vô tận thời không về làm một trở thành duy nhất trong vạn cổ hắc bào lão giả đã đi đến con đường siêu thoát thậm chí còn trải qua hai lần thiên suy kiếp của tu hư đạo cảnh hắn biết rõ điều này có ý vị gì tất cả đều rất khó tin hắn đứng ở đương thế nhưng không thể tìm thấy thân ảnh cố trường ca trong dĩ vãng dường như nó không tồn tại trong quá khứ cũng không tồn tại trong tương lai thậm chí cả trong đương thế nơi hắn đang đứng bây giờ cứ như thể cố trường ca xuất hiện từ hư không đây là một chuyện đáng sợ tới cỡ nào. Không phải lão phu hoài nghi ngươi, chẳng qua lai lịch của ngươi không hề rõ ràng. Từ trước đến nay, chỉ có tư chất phá vỡ được công cùng xiền xích và giới hạn mới đủ tư cách nhảy lên tiên cảnh, bước vào đạo cảnh. Chẳng lẽ ngươi là dị biến bên trong dị biến, cái được gọi là dị số sao? Hắc bào lão giả trầm giọng nói. Lai lịch của hắn cực kỳ cổ lão, có thể ngược dòng đến vô số kỷ nguyên trước mà lúc ấy cảnh giới tu hành còn chưa tỉ mỉ giống như vậy những cổ tu như bọn hắn thường được gọi là phàm cảnh tiên cảnh và đạo cảnh phàm cảnh là cách gọi chung chung của tất cả cảnh giới trước tiên đạo cho dù sừng sững trên nhân đạo tức kẻ thành đạo thì cao nhất cũng chỉ là phàm cảnh mà thôi mà so ra tiên cảnh chính là một loạt cảnh giới từ chân tiên đến tiên đế sau khi đi đến con đường siêu thoát đạo cảnh hư đạo cảnh chân đạo cảnh được phân chia cũng xuất phát từ đây. Chỉ là có quá ít cổ tu có thể đi đến đạo cảnh. Cho dù những chân giới cổ lão kia thai ngén vô số kỷ nguyên, trải qua bao lần lượng kiếp cũng khó khăn lắm mới sinh ra mấy tôn đạo cảnh mà thôi. Cho nên hắc bào lão giả hoàn toàn có đủ tư cách để kinh thường sơn hải chân giới này. Đây chỉ là một tân sinh cổ giới, ngay cả một tôn cổ tu cũng không có. Trong phạt thiên chi chiến lần thứ nhất, nếu ma chủ không xuất hiện e rằng sau này sẽ không có lần lượng kiếp thứ hai và đương nhiên sẽ không có sơn hải chân giới như ngày hôm nay sau một loạt sự việc hắc bào lão giả buộc lòng phải suy nghĩ theo một khía cạnh nào đó nhất là những lời mà cố trường ca nói trước mặt hắn hôm nay lão tổ quá lo lắng rồi ta chỉ muốn nói cho ngươi biết sơn hải chân giới sẽ không bị phá hủy bởi hạo kiếp lần này còn về dị số hay là gì đó thật ra ngươi cũng có thể hiểu theo cách này có điều ta tình nguyện gọi nó là biến số hơn cố trường ca vẫn bình thản cười cười như cũ hắc bào lão giả càng nhíu chặt mày biến số nếu trong minh minh có biến số thì cũng hợp tình hợp lý hắn không dám nói thẳng bản thân hắn có thể nhận định của kim nhìn thấu mọi chuyện con đường tu hành dài lâu hiểm trở đạo vốn không nước mắt Hắn không cho rằng khi đạt tới cảnh giới này thì đã thật sự vô địch. Cường đại như Viễn Tổ lúc trước chẳng phải cũng không có năng lực xoay chuyển trời đất đó sao? Chương 2342. Phạt Thiên Minh. Ta tới đây tìm lão tổ thật ra cũng có vài chuyện muốn thương lượng với ngươi, chuyện liên quan đến Cố gia ta cũng đã biết. Vị trí của Cửu Thiên thật sự xa xôi, hơn nữa trên đường đi sẽ không tránh khỏi việc phát sinh một số chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên ta không muốn nhiều tộc nhân phải bỏ mạng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như rơm rác, bách tính muôn dân chẳng qua cũng chỉ là cộng rơm. Cố Trường Ca cũng không để ý tới thần sắc hoang mang của Hắc Bào lão giả và của rất nhiều tộc nhân trong từ đường. Hắn đã bắt đầu nói rõ mục đích của hắn khi đến đây, nếu như đã muốn câu cá lớn, ít nhất nó cũng phải có công dụng. Ở một khía cạnh nào đó, quả thực không có ứng cử viên nào phù hợp hơn vị lão tổ cố gia này. Nghe vậy, hắc bào lão giả rơi vào trầm mặt. Có lẽ những tộc nhân của cố gia trong từ đường không hiểu ý nghĩa của những lời này nhưng với trình độ của hắn, đương nhiên có thể hiểu được những gì cố trường ca muốn diễn đạt. Tuy trong cõi minh minh có mệnh đạo nhất định, sau những năm tháng từ cổ chí kim, mọi chân giới đều phải chịu sự suy xét của lượng kiếp, nếu vượt qua được lượng kiếp thì sẽ lập tức dẫn tới một chuyển biến mới, nâng cao một bước. Nếu như không vượt qua được lượng kiếp thì sẽ lập tức vẫn lạc. Trở về với các bụi, bị mai tán bên trong hỗn độn, chờ đợi một sự ngẫu nhiên nào đó sau hàng tỷ kỷ nguyên mới có thể được thai ngén ra sinh cơ mới. Điều này cũng giống như tu sĩ bình thường, từ khi bước vào con đường tu hành, bọn hắn đã định sẵn phải tranh đấu suốt cả chặng đường. Chúng sinh Vạn vật chư thiên hầu như không thể thoát khỏi vận mệnh ấy. Nếu đây là mệnh số của thiên đạo, vậy bọn hắn phải chấp nhận. Nhưng cấp độ càng cao thì sẽ càng phát hiện, thiên địa này khủng bố tới chừng nào. Cái gọi là tranh đấu chẳng qua chỉ là bị giam trong một cái lồng, chém giết những dưỡng cổ lớn mạnh, đợi thời điểm thích hợp thì thu hoạch thanh trừng. Nói dễ nghe một chút, bọn hắn được gọi là tu sĩ. Nhưng trên thực tế bọn hắn chỉ là rau hẹ trong mắt của những sinh linh cấp cao hơn, thai ngén ra một lớp lại thu hoạch một lớp. Cho dù trong số bọn hắn đã sinh ra một dị số, hy vọng có thể phá tan cái lồng sắt này, tiếp cận chân thực chi địa, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị một bàn tay khủng bố duỗi ra bóp chết. Theo như những gì cố trường ca nói lúc này, tại sao những gì hắn nhìn thấy lại không phải ý tứ này? Đương nhiên lão phu hiểu rõ những điều mà ngươi nói, nhưng hiểu được thì có ích lợi gì? lúc trước ngay cả viễn tổ cũng không thể thoát khỏi loại vận mệnh này chúng ta có thể làm gì được chứ thần sắc của hắn không khỏi có chút ảm đạm hắt lắc đầu có phần thất vọng vô tận năm tháng tới nay không phải có rất nhiều kẻ phạt thiên muốn nối nghiệp đời trước xông ra ngoài tiếp cận chân thực chi địa đó sao ngay cả thịt nát xương tan hình thần câu diệt cũng không do dự lão tổ như ngươi còn sợ cái gì cố trường ca vẫn cười nhạt một tiếng lúc đề cập đến kẻ phạt thiên thần sắc hắc bào lão giả khẽ biến không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời bên ngoài từ đường không thấy xuất hiện dị tượng trong lòng mới nhẹ nhõm một hồi hai chữ phạt thiên này cũng không dễ nói ra khỏi miệng động một chút sẽ gây ra vô số tai ương hiểm họa kết quả cố trường ca lại ung dung bình thản nói ra hơn nữa còn nói ngay trước mặt rất nhiều tộc nhân của cố gia trong từ đường Điều này khiến cho Hắc Bào lão giả không khỏi cười khổ trong lòng. Đúng là không chút cố kỵ nào, càng đạt tới trình độ của hắn, càng phát hiện ánh nhìn chăm chú này bất cứ lúc nào cũng ở trong bóng tối. Từ lời nói đến hành động đều phải cực kỳ thận trọng. Nói thẳng cho ta biết, ngươi muốn làm gì? Hắc Bào lão giả có chút cảm khái trong lòng, dường như hắn sống càng lâu thì lá gan lại càng nhỏ tuy lai lịch của cố trường ca còn tồn tại cổ lão và thần bí hơn so với hắn nhưng bộ dạng của cố trường ca lúc này cũng không khác gì bộ dạng của một người trẻ tuổi tuổi trẻ khí thịnh không kiên kỵ cũng không quan tâm cái gì trực tiếp nói ra hai chữ phạt thiên dục vọng của ta là gây dựng lại chư thiên chân giới nhân danh cử thiên lập phạt thiên minh cố trường ca vẫn lạnh nhạt như cũ ngữ khí cũng hời hợt cái gì nhưng khi lời nói của hắn rơi xuống sắc mặt của hắc bào lão kịch biến thậm chí còn kinh ngạc hoảng sợ mang theo vẻ khó tin ầm ầm trong hư vô tối tâm như vang lên hàng tỷ đạo sấm sét thanh thế kinh người sắp từ thiên ngoại lao xuống dường như những lời này đã chạm vào một điều cấm kỵ không nên động đến đánh thức một tồn tại khủng bố đang ngủ say tất cả tộc nhân của cố gia trong từ đường thần hồn đều muốn nổ tung có cảm giác linh hải như sắp vỡ vụn, toàn thân sợ rung, cả người trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Một ánh mắt không biết từ đâu nhìn tới, nhìn chầm chầm không rời. Nó mang theo uy thế vô biên, quả thực giống như một phương thanh thiên đang đập xuống, nghiền nát xương sống của bọn hắn, thần hồn tiêu tán thành tro tàn. Nhưng thần sắc của cố trường ca vẫn như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Sắc mặt của hắn bình thản, hắn vất tay áo lên, dường như sâu trong thiên địa vang lên một tiếng trên thảm thiết nặng nề, rồi uy thế kinh cũng lập tức tản đi như thủy triều. chương 2343 ai là thợ săn, ai là con mồi giờ phút này tất cả tộc nhân của cố gia như được vớt lên từ dưới biển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. cho dù bọn hắn đã từng trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng trong mắt bọn hắn vẫn hiện lên một tia dao động bất an. rốt cuộc đây là cái gì? Có người không nhịn được lẩm bẩm hỏi. Sâu trong mắt vẫn còn lưu lại kinh hải. Hiện giờ sắc mặt của Hắc Bào lão giả đã khôi phục lại, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Trường Ca. Hắn thực sự không ngờ tới, tham vọng của Cố Trường Ca lại lớn đến như thế, dám mưu tính lập phạt Thiên Minh. Đây là có bao nhiêu khí phách và can đảm. Phải biết rằng, vừa rồi khi hắn vừa nói ra câu này, liền dẫn động một dị tượng khủng bố thu hút sự chú ý từ một nơi nào đó. Nếu như thật sự lập phạt thiên minh, đây chẳng phải là khơi màu sóng gió vô biên hay sao? Phải hứng chịu phản vệ nhân quả kinh khủng đến nhường nào? Hắc bào lão nhân khó có thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, điều khiến hắn cảm thấy chấn động hơn chính là cố trường ca chỉ vung tay lên đã ngăn chặn được ánh nhìn chầm chầm kia. Dù thực lực của hắn chưa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh đỉnh phong trước đây, nhưng cũng không còn xa nữa rốt cuộc ngươi đã đạt tới trình độ nào rồi? Tại sao lại chuyển thế trùng tu? Giờ phút này cuối cùng hắc bào lão giả cũng không nhịn nổi nữa mà hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong nội tâm. Với thực lực của cố trường ca, kể cả sau cấm kỵ kỷ nguyên cũng có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ sơn hải chân giới. Còn có loại tồn tại nào khác có thể chống lại hắn sao? Nhưng tại sao người có thực lực vô địch như cố trường ca, kết cục lại rơi vào vòng luân hồi? tuy hắc bào lão giả đã từng trải qua thời đại đó nhưng có rất nhiều chuyện hắn không hiểu biết hết dường như những ngày tháng giữa cấm kỵ kỷ nguyên và lần phạt thiên chi chiến đầu tiên đã sinh ra đủ thứ chuyện trong mắt hắc bào lão giả cứ như chứa một tầng sương mù rõ ràng hắn có thể nhìn thấy nhưng khi nhìn kỹ thì lại phát hiện sương mù ngày càng dày hơn cảnh tượng mà lúc trước thấy rõ lại trở nên hỗn loạn mơ hồ đối với hắn mà nói bây giờ cả người cố trường ca cứ như ở trong sương mù vậy tất cả những hành động lời nói của cố trường ca đều làm hắn có cảm giác không thể hiểu rõ nên khó có thể suy xét đột nhiên hắc bào lão giả như nghĩ đến điều gì đó hắn nhìn về phía cố trường ca với ánh mắt chứa vài phần khó tin chẳng lẽ ngươi cũng giống như viễn tổ khi gặp phải lực lượng đến từ chân thực chi địa thì sẽ không thể chống đỡ ngoại trừ khả năng này hắn không thể nghĩ ra khả năng nào khác có thể khiến cố trường ca tiến vào luân hồi, chuyển thế trùng tu. Cho dù là trí cường giả ở những chân giới cổ lão khác cũng không làm được gì cố trường ca. Nhưng nghĩ như vậy lại quá sâu xa. Ngay cả lực lượng khủng bố đến từ chân thực chi địa cũng không có cách nào giết chết cố trường ca, chỉ có thể để hắn tiến vào luân hồi. Trải qua nhiều năm tháng, cố trường ca vẫn tái xuất thế gian, chưa hề chết đi vậy chẳng phải đã chứng minh cố trường ca còn mạnh hơn viễn tổ của cố gia hay sao chung quy viễn tổ cũng kiên kỵ loại sức mạnh này còn từng nói rằng không phải bất kỳ sinh linh nào trên thế gian cũng có khả năng chống đỡ lại nó dù chỉ là một luồng khí tức thôi cũng có khả năng hủy diệt chúng sinh khiến bất kỳ tu sĩ nào tan thành mây khói không trách ngươi lại có khí phách như thế còn dám nói ra những lời như vậy ngươi có thể sánh ngang với viễn tổ thậm chí còn mạnh hơn viễn tổ. Giờ đây, cuối cùng Hắc Bào lão giả cũng có chút suy nghĩ rõ ràng, khóe miệng hắn hiện lên một chút chua xót. Đứng trước việc này, Cố Trường Ca cũng không nói nhiều, vẫn mỉm cười nhàn nhạt như trước. Nếu Hắc Bào lão giả đã nghĩ đến phương diện kia, vậy hắn sẽ không phá đám làm gì. Đối với mấy lời khó hiểu này của hắn, những người trong từ đường Cố gia nửa hiểu nửa không nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến việc bọn hắn nắm được ý tứ trong lời của Hắc Bào lão giả. Cố Trường Ca sánh ngang với Viễn Tổ Cố gia, thậm chí còn có thể tiến xa hơn. Có khả năng tiến xa hơn cả Viễn Tổ đã siêu thoát, đây chắc chắn là một trong những cường giả bậc nhất từ trước đến nay. Trong lòng bọn hắn đều chấn động, vốn dĩ sau khi biết được lai lịch bí ẩn của Cố gia, bọn hắn đã rất khó chấp nhận Đến mức cần phải có một thời gian dài để tiếp thu sự thật này. Nhưng dù thế nào thì bọn hắn cũng không ngờ lai lịch của Cố Trường Ca còn mạnh hơn rất nhiều so với Viễn Tổ. Lời này do chính miệng vị Viễn Tổ này nói ra, làm cho bọn hắn ngạc nhiên đến không nói nên lời. Nếu có người trấn thủ ở Sơn Hải chân giới thì đúng là tốt hơn nhiều so với bất cứ loại phòng thủ nào. Sắc mặt Hắc Bào lão giả khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng tâm trí vẫn mất bình tĩnh như cũ. Hắn cũng suy nghĩ rõ ràng, chính miệng Cố Trường Ca đã nói sơn hải chân giới không đơn giản như vậy, tất nhiên Cố Trường Ca có dụng ý và tính toán của mình. Đứng trước việc này, Hắc Bào lão giả cũng không định hỏi thêm. Có Cố Trường Ca ở đây, vậy cũng không cần lo lắng về trận Hạo kiếp thợ săn nữa. Đến lúc đó ai là thợ săn, ai là con mồi đều sẽ rõ. Chương 2344. Ý định phá vỡ lồng giam ta ở lại sơn hải chân giới không chỉ vì trấn thủ nơi đây cố trường ca cười nhạt ánh mắt cũng dần trở nên u ám trời xanh bất nhân ta muốn lập phạt thiên minh nâng cao lực lượng của chư thế vạn cổ dù sao phạt thiên cũng sẽ quét sạch thiên hạ hôm nay ta tới đây là muốn nhờ lão tổ một chuyện hắc bào lão giả nghe xong câu này thì mi tâm giật giật nếu xét đến lai lịch của cố trường ca thì cũng không có gì sai hắn chỉ có thể khiến bản thân bình tĩnh, không nên vì thế mà quá kinh ngạc. Dù sao đối với đạo và pháp mà đời người truy cầu thì trình độ của Cố Trường Ca cũng đã đạt đến cực hạn. Tuy nói đạo không có giới hạn nhưng đường đi lại có giới hạn, bọn hắn đã ở cuối con đường rồi. Vì thế đối với những người ở cấp bậc này bao gồm cả Cố Trường Ca và viễn tổ của Cố gia chuyện bọn hắn nên suy xét đã không còn là làm sao để sống sót qua lượng kiếp nữa mà là làm sao để vượt qua thiên nhân suy kiếp phải cân nhắc xem phạt thiên thế nào làm sao để phá vỡ giới hạn và đi đến vô cực ngươi nói đi muốn nhờ ta chuyện gì hắc bào lão giả khẽ hỏi hắn biết bản thân không thể từ chối dù cho thân phận của hắn có là tổ tiên kiếp này của cố trường ca thì cũng như vậy thôi đứng trước chuyện này có lẽ cố trường ca cũng không cho hắn cơ hội lựa chọn ta muốn lão tổ thành lập phạt thiên minh cùng ta cố trường ca không chút kiên dè nói ra ba chữ này trong nháy mắt sắc mặt hắc bào lão giả đại biến cố trường ca tiếp tục nói phạt thiên minh không chỉ có sức mạnh của một mình ta mà còn có sức mạnh của chư thế chỉ có lực lượng như vậy mới có khả năng phạt thiên chứng đạo đúng như lão tổ đang thấy ta vẫn chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh bên ngươi cũng còn thiếu cổ tu có thể trấn áp được cục diện xây dựng phạt thiên minh cũng không phải một sớm một chiều là xong trong chuyện này cùng lắm ta cũng chỉ có thể thúc đẩy còn nếu muốn phá vỡ lòng giam đụng vào thực lực thật sự khiến mọi chuyện trở lại như cũ thì chỉ có cách tập hợp lực lượng của chư thế vạn cổ ở đây có rất nhiều tộc nhân cố gia không hiểu rõ những lời này là có ý gì nhưng nhìn nét mắt trì trệ biến sắc của Hắc Bào lão giả thì xem ra những thông tin kia ẩn chứa điều gì đó rất đáng sợ. Phạt Thiên chứng đạo. Bọn hắn không dám nghĩ đến mấy chuyện này. Sắc mặt của Hắc Bào lão giả hoàn toàn trầm trọng, hắn yên lặng không nói gì. Vì những lời này của Cố Trường Ca mà trong lòng hắn nổi lên sóng gió ngập trời, không cách nào bình tĩnh lại được, Phạt Thiên chứng đạo sao? Đây chính là chuyện mà viễn tổ của bọn hắn cũng không dám nói tới trong hàng vạn vũ trụ toàn thể chư thiên mênh mông này ai dám nói ra những lời đó ngay cả phạt thiên giáo được thành lập ở cửu thiên cũng là vì cửu thiên có tính đặc thù riêng nên mới dám tự thành lập nếu bước ra khỏi cửu thiên thì sẽ gặp phải phản vệ khủng bố động một chút cũng có thể tan thành mây khói đương nhiên ta sẽ cho lão tổ thời gian suy nghĩ ngươi không cần phải trả lời ta ngay lập tức đây chỉ là một đề nghị của ta mà thôi Cố Trường Ca thu vẻ thâm thúy trên mặt mình, lần nữa lộ ra ý cười nhàn nhạt. Phạt Thiên Minh cũng chỉ là bước đầu tiên trong dự định của hắn mà thôi. Trong mắt Cố Trường Ca, rất nhiều kế hoạch tiếp theo còn quan trọng hơn. Sở dĩ hắn nói chuyện này với Hắc Bào lão giả, phần lớn nguyên nhân là vì bây giờ sơn hải chân giới đang thiếu một cổ tu thích hợp cho dù là những người sống sót được từ trong lượng kiếp thì tu vi cũng không đạt tới cảnh giới tiên đế chứ đừng nói tới chuyện chạm tới con đường siêu thoát lão phu hiểu hắc bào lão giả gật đầu vẫn không trực tiếp trả lời cố trường ca dường như vừa rồi khi cố trường ca nhắc tới hai chữ phạt thiên sấm sét nổ vang trong hư vô vì thế khủng bố thiếu chút nữa đã trút xuống bao phủ nơi này nếu là người bình thường nói ra thì chắc chắc sẽ không ảnh hưởng gì nhưng cấp bậc càng cao càng phải chú ý đến những điều này. Giờ đây, hắc bào lão giả cũng đang cân nhắc xem có nên tìm cách liên lạc với chủ tộc ở Cửu Thiên để thương nghị về việc này hay không. Tuy rằng cho tới nay, bọn hắn vẫn lấy việc phục sinh viễn tổ làm mục đích nhưng cũng không có nghĩa bọn hắn cam tâm tình nguyện trở thành rau hẹ mặt người gặt hái. Sở dĩ trước đây Viễn Tổ ngã xuống còn không phải vì bắt gặp đại khủng bố ở chân thực chi địa, bất đắc dĩ lấy thân hóa thành chân giới. Cố Trường Ca rời khỏi Cố gia, cũng không ôn chuyện gì cùng những tộc nhân lão tổ khác. Hiện tại, cấp bậc giữa bọn hắn không giống nhau, cho dù Cố Trường Ca có buông hết tất cả, bình tĩnh nói chuyện với bọn hắn thì bọn hắn cũng sẽ sợ hãi bất an. Còn về phụ mẫu ở kiếp này, hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua từ phía xa rồi cũng quay người rời đi. Cố Lâm Thiên đã rời bỏ vị trí gia chủ, từ lâu hai người đã chuyên tâm tu hành, bây giờ đều đang bế quan. Cố Trường Ca âm thầm đi vào tạo hóa chi khí tiên thiên, tuy không có cách nào trợ giúp bọn hắn chống lại tiên thiên nhưng có thể thoát thai hoán cốt, phá kén thành điệp lại rất dễ dàng. Chương 2345 Đạo Cảnh Trong đại thế hiện giờ, tất cả mọi người đều đang tranh đấu, nếu như trì trệ không tiến thì sẽ nhanh chóng bị nước lũ của kỷ nguyên bao phủ chôn vùi ở trong đó ngay cả khi các nơi đại loạn hạo kiếp phủ xuống thì rất nhiều tu sĩ vẫn không muốn buông tha nỗ lực tranh đoạt đường sống kỳ thực cảm xúc trong lòng cố trường ca cũng không sâu cảnh tượng như vậy hắn thấy nhiều rồi đã quen đến mức không thể quen hơn nên rất khó sinh ra chút gợn sóng gì trong lòng mấy tháng sau đó thượng giới tiên vực thậm chí là dị vực bên kia cũng đều sẽ xuất hiện dị tượng kinh thiên. Thậm chí ở dị vực bên kia còn có mấy đế tộc chi tổ hiện thế, dù cho trước đó bọn hắn vẫn luôn ngủ say ở một nơi hoang vắng nào đó, từ xưa đến nay chưa từng động đậy. Hiện tại lại sống dậy trong nháy mắt, tất cả chuẩn tiên đế cùng xông lên, chấn động hoàng vũ. Khắp nơi trên vũ trụ đều nổ vang, đại đạo va chạm vào nhau, vô số quy tắc trật tự đang xen giống như thác nước từ cuối bầu trời trút xuống. Chẳng qua là sau khi sống dậy. Bọn hắn đều rất khiêm tốn, tất nhiên là vì biết được trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện nên mới không dám kiêu ngạo. Chủng tiên đế tuy mạnh nhưng ở cục diện hỗn loạn như hiện tại cũng không có nghĩa là vô địch. Nhất là khi bọn hắn đã biết được, nội trong 100 năm nữa bên ngoài thương mang chi hải sẽ có địch nhân chí cường giáng thế, mang đến tai họa vô biên cho thế giới này. Khi đó tất cả mọi người đều là vật phẩm hiến tế, cả chư thiên đều đồng loạt bị hiến tế. Ngay cả tiên vương cũng chỉ là bia đỡ đạn. Chuẩn tiên đế cùng lắm cũng chỉ là bia đỡ đạn mạnh hơn một chút mà thôi. Trong lòng bọn hắn đều sợ hãi, bất an, cho là sống dậy ở đại thế này có thể cho bọn hắn chút hy vọng, tưởng rằng tu vi có thể tiến thêm một bước. Nhưng không ngờ lại tàn khốc và thảm thiết như vậy, thậm chí còn có thể dùng từ tuyệt vọng để hình dung đương nhiên đây cũng chỉ là một khung cảnh ở dị vực bên kia mà thôi cũng giống như tiên vực ở một vài địa phương trên thế giới vẫn có rất nhiều nhân vật cổ lão hồi sinh trong khoảng thời gian này đám người la vương phụ trách trấn thủ ở chiến trường thương mang đều nhìn thấy không ít bóng người xuất hiện thậm chí bọn hắn còn nhìn thấy một lão giả râu tóc bạc phơ mang theo một nữ tử bước qua giới đê đi ra ngoài thương mang chi hải điều này làm bọn hắn vô cùng ngạc nhiên chắc chắn tu vi của người này đã vượt qua tiên vương, thậm chí còn vượt qua chuẩn tiên đế. trước đó nguyệt vương cũng có ý định bước qua giới đê, thế nhưng suýt nữa đã bỏ mạng trên đường, cho nên nàng vẫn chưa thể đến gần giới đê. lão giả trâu bạc này càng thêm sâu không lường được, nhất là bên cạnh hắn còn mang theo một nữ tử trẻ tuổi, có lẽ là đệ tử của hắn. trước tiên đám người la vương bẩm báo chuyện này cho cố trường ca, nhưng cố trường ca cũng không để ý lắm trong khoảng thời gian này, càng ngày càng có nhiều cự bích viễn cổ sống lại. Trong đó cũng không thiếu những nhân vật có tu vi vượt qua chuẩn tiên đế, tu đến tiên đế chi quan. Nhưng trừ khi là người đã siêu thoát khỏi cảnh giới tiên đế, lên đến đạo cảnh, bắt đầu bước tới con đường cửu suy. Bằng không sẽ không bao giờ có thể khiến cố trường ca xem trọng. Hắn đặt tâm tư vào việc luyện hóa ma chủ chân huyết nhiều hơn, khôi phục trạng thái toàn thịnh nhất của ma chủ thật ra giọt ma chủ chân huyết còn lại ở tán ma uyên kia chính là hậu thủ mà cố trường ca lưu lại tuy rằng thân thể ma chủ bị hắn động niệm hủy đi nhưng lúc ấy một thân tu vi tạo hóa của ma chủ sớm đã bị ngưng luyện tại giọt chân huyết đầu tiên khi cố trường ca phong trấn hồng y ở tán ma uyên thật ra lúc đó hắn còn phong trấn luôn cả giọt chân huyết kia nàng dần dần nhập ma cho dù cũng bị hoàn cảnh ảnh hưởng nhưng làm sao không phải là do khí tức từ dọc chân huyết kia tản ra nhiễm lấy tâm trí. Đương nhiên, lúc cố trường ca làm như vậy cũng là muốn hồng y trong coi giọt máu ở trong đó. Nói là phong ấn nàng nhưng vẫn là để cho nàng trong coi chân huyết, đợi cố trường ca ở hậu thế quay lại lấy. Chẳng mấy chốc thời gian lại trôi qua mấy năm, cố trường ca thức dậy từ bên trong hư không vô tận. Những nội tình hắn tích lũy lúc trước gần như đã bị hắn luyện hóa hấp thụ hết con đường siêu thoát tổng cộng có 9 kiếp, con đường này còn được gọi là đạo cảnh. Chỉ có điều hắn cũng không giống tu sĩ bình thường, cảm ngộ được rất nhiều đạo pháp, chỉ cần tu vi tăng lên thì cảnh giới của hắn tự nhiên sẽ đột phá. Giống như lúc trước hắn thông qua hệ thống lấy thêm chút thời gian, đưa giá trị thiên mệnh cũng là khí vận tiến thêm một bước trong việc diễn hóa thành năng lượng thông qua một số quy tắc. Thật ra bản chất đều giống nhau, chẳng qua là khoác lên lớp vỏ ngoài của hệ thống mà thôi cũng giống như dị số vậy hắn quan sát tình hình hiện tại của tất cả các thế giới so với tình trạng đại loạn bất an khi lần đầu nghe thấy trận hảo kiếp trước đây thì bây giờ cường giả các tộc cũng dần dần bình ổn các thế giới cũng tạm thời khôi phục lại an bình và trật tự tuy nhiên đây chỉ là tình huống bên ngoài mà thôi cố trường ca cũng không có hứng thú với những chuyện như thế này hắn chỉ nhìn lướt qua một số người quen Trước mắt vị lão tổ Cố gia kia còn chưa cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, dường như vẫn đang cân nhắc. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 2346. Cảm xúc. Cố Trường Ca cũng không đi thúc giục hắn, loại chuyện này cũng không cần quá gấp. Huống chi đám thợ săn ở ngoài thương mang chi hải kia còn có một đoạn thời gian đến sơn hải chân giới. Mà đây cũng không phải trọng điểm. Đám thợ sang kia cũng chưa có tư cách cố trường ca để vào mắt. Hiện giờ cái hắn suy nghĩ chính là có nên liên hệ với chân giới còn lại hay không. Phạt Thiên Minh thành lập, tất nhiên không có khả năng chỉ có một phương chân giới tham dự. Muốn dựa vào một phương chân giới để lay động chân thực chi địa, cũng chính là bản nguyên giới, quả thực chính là mơ mộng viễn vông, người si nói mộng. Cố Trường Ca lại đảo mắt nhìn qua các địa giới còn lại. Bình thường lúc luyện hóa ma chủ chân huyết ở hư vô chi lực ngay cả đám người gian sở sở doãn mi cũng đều rơi vào bế quan các nàng cũng đang có ý đồ trùng kích cảnh giới cao hơn so với trước đó thần quốc thiên đình bên kia đã không có chuyện gì cần xử lý ngày thường cũng chỉ có một ít thiên binh thiên tướng tuần tra khắp nơi duy trì trật tự an bình các đạo thống các tộc cũng không ngu xuẩn không có khả năng mạo phạm thần quốc cùng thiên đình hơn nữa trong khoảng thời gian này, rất nhiều lão quái vật hồi sinh, có một ít nhân vật cổ lão thậm chí đã từng trải qua trận hạo kiếp hắc ám ở cấm kỵ kỷ nguyên cùng cố trường ca. Cho nên bọn hắn càng rõ ràng sự khủng bố của cố trường ca, làm sao còn dám vọng động, đều co đầu rụt cổ trong lãnh thổ của mình. Tính toán thời gian, cũng đã lâu không gặp nha đầu tiên nhi kia. Thân ảnh cố trường ca xuất hiện trong tứ phương thần điện của thiên đình trong điện rộng rãi lại có vẻ đặc biệt lạnh lẽo yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào. Đã lâu lắm rồi nơi đây không có bóng người xuất hiện. Sau khi Nguyệt Minh không bế quan, cố trường ca cũng đi mất. Rất nhiều sự vụ của thiên đình đều giao cho đông đảo thần tử, bao gồm cả các đại tiên vương gia tộc ở tiên vực đều do bọn hắn xử lý. Cho nên vô vàng địa vực trung tâm ở thiên đình gần như không có thân ảnh nào xuất hiện ngay cả những cường giả đã từng đi theo cố trường ca tâm phúc được hắn coi trọng nhưng không được hắn cho phép cũng không dám đặt chân vào đây hắn khẽ lắc đầu trong đại điện trống rỗng chỉ có bức màn buông xuống bị gió ở xa xa thổi tới phấp phới cố trường ca đứng sừng sững một mình ở đây thật lâu sau không có chút động tỉnh nào từ lần trước theo đại hồng điểu trở về từ tiên vực để thăm cố tiên nhi cũng đã lâu hai người không gặp mặt đại hồng điểu nói cố tiên nhi là giới tử chuyển thế của sơn hải chân giới đã từng chống lại lượng kiếp khi nó rơi xuống ở sơn hải chân giới chẳng qua trí nhớ của cố trường ca về sơn hải chân giới rất mơ hồ cũng rất ít trước đây hắn cũng chưa từng để ý qua tâm tư đều đặt trên người chân linh thanh y của sơn hải chân giới vẫn thiếu hơi người cho dù là đã quen với sự cô tịch vạn cổ nhưng đã lâu không nhìn thấy những cái bao trúc giận này hơi không quen lắm cố trường ca cảm khái hắn biết cố tiên nhi hiện giờ hẳn là đang ở một nơi nào đó rèn luyện hồng trở nên mạnh mẽ dưới sự trợ giúp của đại hồng điểu cho nên hắn cũng không dùng thủ đoạn đi thôi diễn tung tích của nàng thật lâu sau hắn mới đi ra đại điện hư không trước mắt mơ hồ hắn chậm rãi bước đi qua lại ở trong đó vận mệnh thần điện tiêu nhược âm một thân váy dài thuần khiết đang nhắm mắt ngồi trên một khối bồ đoàn không hề nhúc nhích Nàng cũng lâm vào một loại bế quan thâm độ nào đó. Chẳng qua vận mệnh thần điện xưa nay vắng vẻ, phạm vi gần trăm vạn dặm trong tinh vực cũng không có bao nhiêu sinh linh. Tiêu Nhược Âm đã giải tán tất cả thị nữ trong thần điện, chỉ còn Tiên Chu Cổ đang làm bạn. Cố Trường Ca đi đến, không đánh thức nàng. Hắn chỉ ở bên cạnh nhìn, cũng không lên tiếng mà chỉ nhìn một hồi, sau đó lặng lặng rời đi. Cố Trường Ca cũng không biết vì sao mình lại đi tới Vận Mệnh Thần Điện. Vì sao lại muốn nhìn Tiêu Nhược Âm? Là bởi vì người bên cạnh đều lần lượt bế quan sao? Hay là có chút cô đơn nên muốn nói chuyện với ai đó? Cũng có thể trong lòng hắn có chút ấy nấy đối với Tiêu Nhược Âm. Nội tâm Cố Trường Ca hơi khó hiểu vì những cảm xúc này. Hắn cũng không phải kẻ tu hành vô tình chi đạo, nhưng bất kể là lấy thân phận ma chủ hay lấy thân phận chân tổ hắn cũng không giống người bình thường hắn không thể thực hiện từng bước giống như người bình thường trải qua đủ loại phàm tục trải nghiệm trăm cảm xúc của chúng sinh ta sẽ nảy sinh loại cảm xúc này đây là từ sâu bên trong nói với bản thân ta cảm xúc của ta có một cái gì đó không trọn vẹn cố trường ca nhẹ nhàng lắc đầu chưa bao giờ cảm thấy mình được coi là người có tình để đạt được mục đích của mình hắn có thể không tranh đoạt mà sử dụng tất cả mọi thủ đoạn có khả năng làm được theo quan điểm của hắn kết quả quan trọng hơn quá trình cho nên khi cân nhắc rất nhiều chuyện hắn sẽ suy xét kết quả trước sau đó suy nghĩ phải thông qua thủ đoạn nào mới có thể nhanh chóng đạt được kết quả này đây là một thói quen tự nhiên đã được khắc sâu trong tâm hồn hắn tựa như một dấu ấn trong mắt cố trường ca thế gian đủ loại bất luận là người hay vật đều có thể xem như công cụ Điều duy nhất phụ thuộc vào sự khác biệt của chúng là giá trị cao hay thấp. Vì vậy nên có nhiều lần hắn đã gặp khó khăn khi nảy sinh những cảm xúc thực sự đối với những công cụ này. Chương 2347. Nhân chi đạo. Có lẽ ta cũng nên thể ngộ ý nghĩa thực sự một lần, trải qua thất tình lục dục, tình cảm chân thực của chúng sinh. Cố Trường Ca tự xem xét lại bản thân, sau đó tĩnh tâm suy nghĩ. Ở cấp độ của hắn, có cảm giác rất nhiều chuyện cũng không phải tin đồn vô căn cứ, rất có thể sẽ là một cơ hội lớn. Càng là vấn đề nhìn như đơn giản thì càng dễ có xu hướng quay về bản chất, trở lại nguyên trạng, tiếp cận bản nguyên tự nhiên. Khi gặp lại thanh y trên mặt trăng ở thương mang chi hải, hắn liền phát hiện ra vấn đề này. Ngay từ đầu cố trường ca cũng hơi nghi hoặc vì sao mình lại sinh ra một chút ấy nấy và không đành lòng đối với thanh y đây là chuyện không thể trong quá khứ. Chỉ cần Thanh Y có thể trợ giúp hắn hoàn thành kế hoạch và đạt được mục đích, hắn có thể vứt bỏ nàng không chút do dự. Cho nên căn bản cũng tồn tại cái gọi là mềm lòng, trắc ẩn. Thế nhưng khi Thanh Y ôm lấy hắn, coi hắn là chỗ dựa duy nhất, từ đầu đến cuối đều chưa từng hoài nghi hắn, hắn vẫn có chút trung động. Điều này làm cho cố trường ca lúc ấy nghĩ đến Nguyệt Minh không, nghĩ đến cố tiên nhi, nghĩ đến gian sở sở trong khoảng thời gian luyện hóa dọc chân huyết kia cố trường ca cũng đang suy nghĩ vấn đề này hắn đối xử với hồng nhan thân tộc bên cạnh như thế nào một công cụ hay là một món đồ chơi hắn tu hành vẫn chưa tới mức vô tình chưa hoàn toàn thức tỉnh ký ức trước kia đúng là hắn đã trải qua rất nhiều chuyện cùng các nàng mà trước đây những cảm xúc này đều chưa từng sinh ra vì thế sau khi cố trường ca tự kiểm trong lòng bỗng nhiên hắn hơi hiểu ra dù gì thân thể hiện giờ của hắn cũng là nhân đạo là con người đã không phải thánh hiền ai có thể vô tình nếu không so sánh mà nói thân thể ma chủ và thân thể chân tổ chính là thiên chi đạo hoàn toàn vô tình theo nghĩa đen phàm là những ai thuộc đạo này thì bách thái trong thế gian đều là bong bóng hư ảo mà hiện giờ cố trường ca hắn lại sinh ra cảm xúc trắc ẩn theo hắn thấy đây chính là quá trình lột xác từ thiên chi đạo tới nhân chi đạo thiên chi đạo tổn hại có thừa mà lợi ích không đủ mênh mông sinh linh vô lượng vạn linh chính là cái gọi là dư mà nhân chi đạo hại không đủ ít lại có thừa hai thứ này bổ sung cho nhau trong lòng cố trường ca có rất nhiều lĩnh ngộ sáng tỏ đối với hắn mà nói hiện giờ thật sự là một cơ hội cực lớn trong mắt hắn một người thậm chí còn có thể khiến hắn bố trí rất nhiều mưu kế, lại thêm ba phần khả năng thắng lợi. Có thể nói sự tồn tại của chân tổ chính là đại biểu của thiên chi đạo, đại biểu cho ý chí của trời. Mà hiện tại chuyện hắn phải làm chính là bổ sung nhân chi đạo. Chân tổ thai nghén đản sinh chính là bí mật không người nào có thể tìm ra, không người nào có thể nghĩ đến, không ai có thể biết tới. Bởi vì chân chính dựa theo quỹ tích đã định, cho dù là cộng thêm gì số biến số tồn tại thì cũng không có khả năng xuất hiện một tôn mới, giống như sự tồn tại của chân tổ vậy. Chân tổ vốn đại biểu cho khái niệm đạo, bởi vì bọn hắn tồn tại cho nên đạo mới thai nén sinh ra, bọn hắn đứng sừng sững ở mọi vật chất hữu hình, vô hình cùng điểm xuất phát. Bọn hắn cường đại chính là giá trị thực sự không thể tưởng tượng nổi. Trong thiên địa căn bản không có khả năng sinh ra tồn tại như vậy, cho dù là từ lúc bắt đầu thôi diễn đến lúc cuối cùng thì cũng không thể tìm ra tồn tại giống như bọn hắn thậm chí không ai có thể thực sự hình dung không biết đây rốt cuộc là loại tồn tại gì không có cách nào lý giải được cố trường ca biết rõ tất cả những chuyện này cho nên mới vì thế mà bố trí vạn cổ chẳng qua cơ hội bây giờ khiến cho hắn thấy được một loại khả năng khác dù sao hắn vốn chính là chân tổ tự nhiên biết rõ mức độ cường đại của việc ấy mà nhân chi đạo xuất hiện, từ một ý nghĩa nào đó mà nói vẫn có một tia khả năng như vậy, để cho hắn có thể vượt qua cảnh giới của chân tổ theo trình tự cơ bản. Sau khi rời khỏi vận mệnh thần điện, cố trường ca đi lại trong các vũ trụ, hắn cũng đi xem quốc độ sát thủ mà Bạch Liên Nhi bồi dưỡng. Đây cũng là tiền thân của Hắc Ám Thiên Đình do Cố Trường Ca thành lập. Chẳng qua sau khi Hắc Ám Thiên Đình hợp nhất cùng Thiên Đình, quốc độ này đã phân hóa ra mấy đại phái được Bạch Liên Nhi nắm trong tay, chẳng hạn như Trấn Tà Ti. Tu La Điện, Sát Sinh Đường, kỳ thật đều nằm dưới sự quản lý của nàng. Những năm này, Thần Quốc và Thiên Đình lựa chọn hạt giống Thiên Kiêu cũng là do Bạch Liên Nhi và Cơ Thanh Huyên phụ trách. Trong số các vui thú của hai nàng, ngược lại theo đuổi Tu Vi xem ra không quan trọng lắm. Cố trường ca chỉ ở trong hư không nhìn hết thảy, sau đó cũng lẳng lặng rời đi mà vẫn không hiện thân. Bạch Liên Nhi đã trở thành kẻ thành đạo, xứng đáng với một vị sát đế. Chẳng qua ở đại thế hiện giờ, lực lượng của kẻ thành đạo cũng quá nhỏ bé. Không thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Chương 2348 Lấy thân phận phàm nhân đi cảm ngộ. Tu vi của cơ thanh huyên không tính là mạnh, nàng vốn không am hiểu tu hành. Mấy năm này trôi qua, nàng cũng chỉ ở cảnh giới chuẩn đế. Thậm chí trong mắt cố trường ca, với tư chất của nàng, đột phá công cùng xiền xích tiến đến kẻ thành đạo, cũng chính là đế cảnh, thực sự rất khó khăn. Nếu như không có tạo hóa khác mà nói, chỉ sợ sẽ bị vây khốn ở cảnh giới này cả đời. Thật ra hắn nghĩ chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra kết cuộc tương lai của cơ thanh huyên. Chẳng qua cố trường ca không làm như vậy, bất cứ việc gì chỉ cần hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy tương lai, quả thật là quá nhàm chán. Bây giờ hắn cũng chỉ là muốn trải nghiệm đủ loại cảm xúc của chúng sinh phàm tục, trải qua thất tình lục dục, bổ sung toàn bộ khuyết tổn nhân chi đạo. Nhưng khi nhìn thấy lời của cơ thanh huy ngược lại làm cho cố trường ca bỗng nhiên nghĩ đến tỷ tỷ tô thanh ca của nàng. Sau lần gặp trước, cũng đã rất lâu hắn không gặp qua tô thanh ca. Tuy rằng tô thanh ca bị thiền hồng y mê hoặc, có ý niệm đối nghịch với hắn. Nhưng Cố Trường Ca đã nói từ trước rằng không nghĩ sẽ giết nàng hay là trách phạt nàng. Hắn cũng không phải người tốt lành gì, ngay từ đầu đã lợi dụng Tô Thanh Ca, dệt cho nàng một hình tượng gần như hoàn mỹ, làm cho nàng hết lòng tin tưởng mình. Cuối cùng sau khi biết được sự thật, Tô Thanh Ca gần như sụp đổ, cảm giác thế giới sụp đổ cũng là chuyện rất bình thường. Cố Trường Ca cũng không phát điên đến mức cho rằng sau khi biết được rất nhiều chân tướng Tô Thanh Ca còn có thể tín nhiệm hắn trước sau như một. Trong cơ thể Tô Thanh Ca còn có một linh hồn khác tồn tại. Đạo chân hồn kia vốn đã ở tán ma uyên, chịu qua sự xâm nhiễm của ma khí, tất cả hành động cùng ý nghĩ đều có xu hướng đi theo ma đạo. Tích lũy qua từng ngày, ít nhiều gì Tô Thanh Ca cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Huống chi sau này nàng còn chạy tới ma sơn, đi tìm thiền hồng y xin che chở, bị thiền hồng y mê hoặc nên mới muốn đối nghịch với cố trường ca muốn cố trường ca cho nàng một công lý đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là nàng muốn cho mình một lời giải thích muốn biết trong lòng cố trường ca rốt cuộc là mình có địa vị như thế nào quân cờ không có giá trị là có thể tiện tay vứt bỏ hay là ngay cả quân cờ cũng không phải chỉ là một thứ buồn cười bị hắn đùa bỡn từ góc nhìn của một người ngoài cuộc kỳ thật tô thanh ca cũng là một người đáng thương sau khi được cố trường ca dẫn lên thượng giới bởi vì một thể song hồn nàng không thể không trở thành người thừa kế ma công mà bản tôn cố trường ca lại công khai chụp rất nhiều nồi chứa mầm tai họa lên lão đầu truyền thừa ma công tuy rằng những chuyện này đều không phải do tô thanh ca gây ra nhưng nàng bất đắc dĩ phải chạy trốn khắp nơi tránh né lo lắng bị người ta nhìn ra thân phận thật sự của nàng về sau ngay cả nàng cũng tin tưởng không chút nghi ngờ mình chính là người thừa kế ma công kia tương lai sẽ gây họa cho thiên hạ sẽ cùng cố trường ca đối mặt thẳng thắn khoảng thời gian đó đối với nàng là mỗi ngày dày vò và đau đớn cố trường ca rời khỏi phiến khu vực này tiếp tục đi lại trong các vũ trụ đi qua sinh mệnh tinh vực ở các nơi sau đó đến giữa sinh mệnh cổ tinh hắn đi trong trần tục chân chính tự nhiên giống như một sinh linh bình thường nhìn núi ngắm sông thuận sông mà xuống hắn không đi thôi diễn tô thanh ca cũng không muốn làm như vậy hết thảy đều thuận theo tự nhiên như cũ nếu có duyên vậy tự nhiên có thể gặp gỡ nếu như không có duyên cần gì phải cưỡng cầu trong đại thế bây giờ nàng đã không cần phải lo lắng về thân phận người kế thừa ma công nữa hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc sống mình muốn cố trường ca cũng không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của nàng cuối cùng hắn đi qua rất nhiều núi sông đôi khi kết bạn với mọi người đôi khi đi bộ một mình trong đầm lầy qua núi bước qua nhiều tiểu quốc phàm tục trải qua chiến loạn chứng kiến sự ra đời của đất nước cổ đại cũng chứng kiến sự sụp đổ của thành phố cổ sự sụp đổ của vương triều đây không phải là một quá trình dài dòng suốt mấy chục năm cố trường ca đều lấy thân phận phàm nhân để băng qua núi sông bốn phương băng qua các tòa thành cổ nhưng không để lộ một chút tu vi nào ngay cả những người đồng hành cùng hắn cũng đối xử với hắn như với một kẻ phàm nhân chân chính. Trong khoảng thời gian ấy, Cố Trường Ca tận mắt nhìn thấy những khung cảnh tàn sát hỗn loạn, tu sĩ chém giết lẫn nhau để tranh đoạt tài vật, đạo lữ, pháp khí, địa bàn. Hắn cũng đã chứng kiến một phương triều cổ xưa biến mất dưới đại thế cuồn cuộn, bị xóa sổ trong dòng sông lịch sử. Cố Trường Ca cũng chứng kiến không ít những cảnh sinh ly tử biệt của phàm nhân được chiêm ngưỡng khoảnh khắc sinh mệnh hình thành, cũng thấy được giây phút sinh mệnh đi đến già nu và tiêu vong, nhờ vậy mà cảm ngộ với phàm tục cũng sâu sắc hơn nhiều. Chương 2349 Thăm lại chốn xưa Về sau, cố trường ca còn đi qua vô số tinh không vũ trụ, xuất hiện ở rất nhiều cổ giới. Thậm chí hắn còn đi tới yêu giới, lưu lại dấu chân của mình ở nơi đó một lần nữa. Chẳng qua yêu hoàng hy giao hiện giờ đã không còn ở yêu giới, nàng chỉ để lại một đạo pháp thân tỏa trấn yêu giới, phòng đến lúc đại loạn lại không thể trấn áp. Bản tôn của nàng đi tới tinh không ngoại vực để tìm kiếm cơ hội đột phá, mấy năm trước nàng đã bước lên đế lộ, thành tựu đế cảnh ở một mảnh tinh không xa xôi. Nhưng sau đó, nàng không trở về yêu giới mà lại tiếp tục lên đường, muốn tiến đến cảnh giới cao hơn. Đối với chư thế bây giờ, tu vi của kẻ thành đạo thật sự không đủ khi giao là nữ hoàng của yêu tộc nên rất rõ điểm này nàng là người thống trị yêu giới tuy nàng có quan hệ mập mờ với cố trường ca nhưng không có thực lực tuyệt đối thì vẫn khó để người khác tinh phục ngay cả tiên vương cũng phải cẩn thận trốn tránh khỏi sóng gió trong khoảng thời gian này đương nhiên yêu giới cũng xuất hiện không ít đại yêu thượng cổ từ kỷ nguyên cổ lão chúng có thọ nguyên lâu đời và thực lực hết sức đáng sợ yêu đình vốn có năng lực thống nhất các vực cũng có xu thế sụp đổ các vị yêu tổ mỗi người đánh chiếm một vùng riêng không ai nhường ai vì vẫn còn dè chừng mối quan hệ thân mật của yêu hoàng và cố trường ca nên không dám ra tay nếu không thì bọn hắn đã vùng lên nuốt chững cả yêu đình rồi bởi vậy cũng có thể thấy được thế cục ở yêu giới đang rung chuyển các vùng vốn bình yên bỗng xuất hiện đại chiến dân chúng yêu tộc thấp thỏm bất an cố trường ca dừng chân tại yêu giới một đoạn thời gian nhưng không hề đến yêu đình cũng không đi tìm hy giao ôn chuyện hắn vẫn lựa chọn đứng từ góc độ của kẻ du lịch để đối đãi với tất cả không thiên vị bên nào cũng không ra mặt cho bất cứ bên nào nhiều năm sau hắn lặng lẽ rời đi mà không một ai biết hắn đã từng đến sau đó cố trường ca lại đi đến những nơi còn lại đi tới thiên lang giới xuyên qua giới bi hải rồi xuất hiện ở bát hoang thập vực thiên lộc thành vẫn nguy nga sừng sững như trước trên tường thắt phù văn cổ xưa chảy xuôi dòng lực lượng mạnh mẽ tu sĩ và sinh linh các tộc qua lại nhộn nhịp vô cùng náo nhiệt trên đường phố vang lên những tiếng rao bán rộn ràng so với các giới còn lại nơi này lại như một vùng đất tươi mát không có chiến loạn không có phân tranh có trật tự nền nếp hoặc ít nhất trước mắt xem ra là như thế mà lúc trước bác hoang thập vực đã bị các thế lực đạo thống trên thượng giới phân chia, hiện giờ cũng đã lần lượt bị vứt bỏ. Các vực có chủ nhân mới, từ phương diện nào đó mà nói, tự như đã đạt được sinh mệnh mới. Ở chỗ này, cố trường ca đã có được kỹ nguyên thụ. Hắn cũng là người đầu tiên công phá thiên lộc thành, bước vào lãnh thổ bác hoang thập vực. Chẳng qua sau này hắn không còn tới nơi này nữa. Hôm nay bước chân về chốn cũ hắn thật lòng không có bất cứ cảm ngộ hay tâm trạng gì đặc biệt chỉ là thoáng có chút cảm khái thời gian trôi qua thật sự quá nhanh thiên lộc huyền nữ không cảm nhận được hắn đã đến hiện giờ hắn đã trở lại nguyên trạng ngay cả là kẻ có địa vị và tu vi cao cường hơn cũng không phát hiện được hắn vì vậy khi cố trường ca đột nhiên xuất hiện bên cạnh thiên lộc huyền nữ nàng liền vì thế mà giật mình hoảng sợ chờ hơn nửa ngày mới kịp phục hồi tinh thần hiện giờ thiên lộc huyền nữ đã là chân tiên cũng có thể xem như bá chủ một cõi có thể xuất hiện ngay bên cạnh mà khiến nàng không hay không biết như vậy kẻ này chắc chắn phải có tu vi siêu phàm đây là phản ứng đầu tiên của nàng sau đó nàng vô thức muốn ra tay với cố trường ca đương nhiên tu vi của nàng không đủ khả năng khiến cố trường ca bị thương cố trường ca cũng chỉ nhất thời có chút hứng thú Đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện cũ với Thiên Lộc Huyền Nữ nên mới có ý định dọa nàng một phen. Khi thấy rõ người tới là Cố Trường Ca, Thiên Lộc Huyền Nữ lập tức yên lòng, nàng liếc hắn một cái. Thật ra tình cảm giữa hai người cũng không quá sâu đậm. Lúc mới bắt đầu, Thiên Lộc Huyền Nữ ôm theo ý nghĩ cá chết lưới rách mà rời khỏi Thiên Lộc Thành với mong muốn có thể ngăn trở Cố Trường Ca. Lúc ấy đại quân của thượng giới vô cùng đông đúc đang đóng quân ở giới Bi Hải có thể nói cường giả trong số đó là đếm không xuể. Nếu thiên lộc thành bị phá, chắc chắn bác hoang thập vực sẽ không chống cự nổi. Vậy nên đối với thiên lộc thành cùng bác hoang thập vực phía sau nó mà nói, đội quân đông đúc ấy chính là một hồi hạo kiếp khủng bố. Thiên lộc huyền nữ đã chọn rời đi một mình, để bảo vệ cho thiên lộc thành mà sư tôn để lại cho nàng, nàng muốn ra tay giải quyết tai họa ngầm lớn nhất, cũng chính là cố trường ca ở bên ngoài giới bi hải chỉ tiếc, lúc ấy nàng đã đánh giá thấp thực lực cùng thủ đoạn của Cố Trường Ca. Không chỉ không đánh bại được Cố Trường Ca, mà chính bản thân nàng cũng bị bắt, bị ma tính xâm nhiễm. Suýt chút nữa đã nhập ma. Chuyện đó khiến một người thánh khiết như đóa hoa sen Phật là nàng về sau cũng mang chút tà khí. Sau chuyện đó, hai người đi tới Cửu Đại Sơn, trong khoảng thời gian ấy cũng xảy ra không ít chuyện. Dưới sự trợ giúp của Cố Trường Ca, Thiên Lộc Huyền Nữ đã giải quyết được một sư tỷ đã từng phản bội sư môn và lẫn trốn nhiều năm, sau đó nàng còn để cho mình làm thiếp thất của Cố Trường Ca. Vì vậy mà tu sĩ, sinh linh của Thiên Lộc Thành, thậm chí cả bác hoang thập vực đều cho rằng Thiên Lộc Huyền Nữ phản bội bọn họ. Cho rằng nàng vì mạng sống mà không tiếc thần phục Cố Trường Ca, thậm chí còn cam chịu làm thị thiếp. Đối mặt với rất nhiều lời chửi rủa trào phúng, Thiên Lộc Huyền Nữ lại không để ý. Nàng vẫn hiên ngang làm theo ý mình, không để ý tới quan điểm của người khác. Chương 2350. Tự chém tu vi, độ phàm kiếp. Cố Trường Ca nhớ rõ tất cả những chuyện đó, về sau cũng nhờ vào sự tồn tại của Thiên Lộc Huyền Nữ mà Bác Hoang thập vực mới có thể an toàn. Giữa hai người không có nhiều tình cảm sâu đậm, nhiều lắm là quan hệ phụ thuộc và bị phụ thuộc mà thôi. Cố trường ca đi tới thiên lộc thành thật sự chỉ là vì trong chuyến đi dọc theo vũ trụ tinh không này, hắn vừa hay thuận đường đến đây mà thôi. Thuận đường nên mới muốn quay lại nơi cũ, xem xem chốn ấy ra sao. Lần gặp này, thiên lộc huyền nữ đã nói cho hắn biết những chuyện kỳ lạ của giới bi hải. Đoạn thời gian trước nơi đó xuất hiện rất nhiều dị tượng, giới bi hải bao la lại đột nhiên xuất hiện một vùng đất hạn hán, lộ ra đáy sông nước nẻ nàng đã phái người đến đó điều tra nhưng lại bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cản không cho bất cứ ai tới gần cho nên thiên lộc huyền nữ cũng không biết bên trong giới bi hải đã xảy ra chuyện gì cố trường ca không quá bất ngờ với chuyện này hắn đã biết từ lâu phía dưới giới bi hải chính là một chiến trường phạt thiên từ thời xa xưa phạt thiên đại quân đã ngã xuống nhưng không biết bởi vì duyên cớ gì mà vùng đất từng là chiến trường cổ xưa này lại rơi xuống nơi đây thật ra giới bi hải và thương mang chi hải có cùng một nguồn cội chỉ khác nhau về phương diện cấp độ kỳ thật giới bi hải chính là đại dương trong thương mang chi hải trải qua vô số năm tháng tiến hóa mới biến thành như hiện tại cho nên rất nhiều tu sĩ mới có thể tò mò rốt cuộc thì những cổ giới vỡ vụn đang trôi nổi trong vùng biển đó đến từ phương nào vì sao ngay cả kẻ thành đạo thậm chí là chân tiên cũng đều không thể vượt qua trở thành một vách trắng tự nhiên của bác hoang thập vực. Trong mắt cố trường ca, những chuyện này không còn là bí mật nữa, cho nên hắn chỉ dặn dò thiên lộc huyền nữ không lo lắng làm gì. Cho dù mấy lão gia hỏa từ hồi kỷ nguyên cổ lão đi ra khỏi giới bi hải cũng không đủ khả năng gây chuyện thị phi. Sau mấy năm ở thiên lộc thành, cố trường ca cũng rời đi. Tuy dọc đường đi, hắn đã gặp hết trăm cảnh thế gian, muôn sắc hồng trần, sinh lão bệnh tử, bi ai si hận, tuy nhiên đối với hắn mà nói những cảm ngộ này dường như còn xa mới đủ giống như lấy thân phận một người ngoài cuộc để chứng kiến tất cả hắn không thể hòa bản thân vào những gì mình đã nhìn thấy hắn luôn cảm thấy vẫn còn khuyết thiếu thứ gì đó như sương mù trong mây cách biển cách núi không thể chạm vào càng không thể tiếp cận hắn khẽ thở dài trong lòng hắn cảm thấy mình không thể giống như một phàm nhân không thể cảm nhận được những cảm xúc ấy dù sao những gì hắn làm cũng chỉ là quan sát cuộc đời phàm nhân từ một góc độ khác hành vi hắn làm thật sự không khác thiên chi đạo là bao con người trần thế và hắn là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau có lẽ sống giống như phàm nhân vẫn không thể bù đắp để hoàn thiện nhân đạo hiện tại hắn giống như đứng ở một nơi rất cao nhìn xuống quan sát đám kiến nhỏ bé bên dưới cố trường ca nhíu mày cảm thấy mình nên thay đổi suy nghĩ và cách thức thực hiện nếu không thì cứ tiếp tục như vậy hắn chỉ giống như đang cưỡi ngựa xem hoa chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng một phần của vấn đề có lẽ hắn phải vứt bỏ thân phận cùng tu vi đang có trở thành một phàm nhân thật sự đương nhiên không phải hắn thật sự vứt bỏ tất cả mà là để bản thân hoàn toàn biến thành phàm nhân trong một thời gian ngắn có thể nói là quên đi lai lịch quên đi tất cả của bản thân có lẽ đây cũng là một cách để chấm dứt tất cả những vấn đề trước đó bắt đầu từ tâm tính. Mấy năm kế tiếp, Cố Trường Ca đã phong ấn rất nhiều ký ức của mình, quên đi quá khứ khi mình là tu sĩ, thậm chí còn phong ấn tu vi của mình. Cuối cùng thì hắn cũng giống một phàm nhân, có thể cảm nhận được những cảm xúc bình thường. Sẽ bị bệnh, sẽ đau đớn, sẽ cảm thấy căm hận với những kẻ ác độc, thương hại cho những người yếu đuối, đồng cảm với những số mệnh bi thảm, vui mừng với những ngày tươi sáng cố trường ca cảm giác mình thật sự có thể sống như một phàm nhân không đúng bây giờ hắn chính là một phàm nhân chân chính hắn cũng không dùng phương thức luân hồi để cảm ngộ những thứ này mà là giống như bắt đầu một cuộc sống mới cố trường ca không thể băng qua tinh không phi thiên độn địa giống như tu sĩ nữa cho dù chỉ vượt qua ngọn núi cũng sẽ mệt mỏi thở hồng hộc sẽ cảm thấy đói khát miệng lưỡi khô cháy đầu óc quay cuồng mệt mỏi rã rời hắn có thể cảm nhận được thứ cảm giác mà rất nhiều phàm nhân mới có. Sinh mệnh của hắn sẽ trôi dần theo năm tháng, hắn không thể trẻ trung mãi mãi, không thể đứng tại một ngai vàng ở trên cao để quan sát tất cả chư thiên. Thậm chí ngay cả khi đi qua một mảnh núi non đầm lầy, hắn cũng phải tránh né rất nhiều giả thú để tránh việc bản thân trở thành thức ăn no bụng cho chúng. Sau khi trở thành một người trần thế, hắn cũng bị bệnh, biết đói, biết mệt, rồi già đi. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 2351. Bồ Tát sống. Cố Trường Ca cảm giác trí nhớ của mình trở nên không tốt nữa, hắn bắt đầu có triệu chứng hay quên và quên đi một vài thứ. Dường như đã quên mục đích ban đầu của mình là cái gì, quên đi lý do tại sao mà bản thân lại biến thành như vậy. Hắn từng là ai? Hắn muốn làm gì? Tại sao lại đi mãi không ngừng? Đâu là điểm kết thúc? nên Cố Trường Ca dừng bước, hắn cảm giác mình rất mệt mỏi, cần tìm một chỗ dừng lại, cũng không phải muốn từ bỏ, chỉ là muốn nghỉ ngơi đơn thuần mà thôi. Hắn thực sự mệt mỏi, không phải sự mệt mỏi về thể chất. Cảm giác mệt mỏi này giống như tích góp vô số năm tháng, vào giờ khắc này liền bộc phát ra giống như thủy triều vỡ đê, hoàn toàn bao phủ lên khắp cơ thể hắn. Thanh Sơn thôn, đây là nơi Cố Trường Ca dừng lại. Ngôi làng này không lớn chỉ có vài trăm hộ gia đình. Nhưng nơi đây gần núi dựa sông, có nhiều đường đi có thể kết nối với trấn thành gần nhất. Mỗi ngày đều có đoàn thương nhân đi ngang qua đây, mang đến các loại hàng hóa tinh xảo với giá rẻ. Bọn hắn đến từ những thành trì xa xa, trong đó thậm chí còn có những tu sĩ cường đại của phi thiên đạo bảo vệ tứ phương an bình. Sang năm ta nhất định phải đi đến Liệt Dương Tông, xin tiên nhân của Liệt Dương Tông thu nhận ta làm đồ đệ đến lúc đó, ta cũng có thể trở thành tiên biết phi thiên độn địa. Trong một căn phòng gạch ngói xanh hơi cũ nát, một tiểu nam hài mặc quần áo vá, làn da hơi ngâm đen đang siết chặt nắm tay, hắn cất giọng nói, trong mắt tràn đầy sự quyết tâm. Liệt Dương Tông chỉ nhận những hài tử có căn cốt. Tên nốt nhà ngươi mơ mộng hảo huyền gì đấy? Không ăn nhanh lên. Ngươi muốn thành tiên nhân là có thể thành được sao? bao nhiêu công tử nhà giàu chen vỡ đầu cũng không vào được đó nam tử trung niên với khuôn mặt thật thà vương đổ ra gõ vào đầu nam hài hắn vừa bật cười vừa mắng phụ nhân bên cạnh cũng vừa cười hiền vừa lắc đầu bất đắc dĩ đây là một gia đình ba người một mặt ấm áp cũng là gia đình cho cố trường ca ở nhờ hắn đi mãi đi mãi rồi tới thanh sơn thôn hiện tại muốn dừng chân ở đây nam tử trung niên này tên là vương nhị ngưu một cái tên rất một mạc. Lúc ấy hắn đang dẫn theo một tiểu tử, cũng chính là Vương Tiểu Ngưu, chạy từ trên chợ về, vừa vặn đụng phải cố trường ca đang nghỉ ngơi trên một tảng đá xanh. Thấy cố trường ca có vẻ phong trần mệt mỏi, thậm chí y phục còn cũ nát. Nhưng hắn chỉ ngồi ở chỗ đó thôi cũng khiến Vương Nhị Ngưu nhìn thoáng qua liền khó quên. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, dù là vị lão gia ở trong thành gần đó cũng không có khí độ như vậy. Vì thế Vương Nhị Ngưu liền thử tiến lên hỏi thăm. Đúng lúc Cố Trường Ca cảm thấy khác, liền thử uống một chén nước. Vương Nhị Ngưu lập tức nhiệt tình dẫn hắn về nhà, còn dặn thê tử giết con gà mái già nuôi mấy năm để làm cơm đãi khách. Cố Trường Ca chỉ định uống nước xong liền rời đi, nhưng Vương Nhị Ngưu nhiệt tình như vậy làm cho hắn không tiện từ chối. Sao lại không thể trở thành tiên nhân ạ? À? Tỷ tỷ xinh đẹp ở phía Tây thôn chúng ta không phải là tiên sao? Nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy nàng già đi, có qua bao lâu vẫn vậy. Ta không cần biết. Ta muốn trở thành tiên, sau khi lớn lên ta sẽ cưới một thần tiên tỷ tỷ. Vương Tiểu Ngưu bị phụ thân quát cho một trận vẫn cố chấp la hét đòi lớn lên sẽ cưới thần tiên tỷ tỷ, hắn vừa nói xong lại bị gõ đũa lên trán một cái nữa. Vương Nhị Ngưu nghiêm túc, tiểu tử này, đừng có nói lung tung nữa. Cô cô nương kia chính là Bồ Tát sống chuyển thế bao nhiêu năm qua không chỉ khám bệnh miễn phí cho thôn dân còn dạy các ngươi viết chữ đọc sách ngươi còn dám nói lời này nữa xem ta có đánh cho mông ngươi nở hoa hay không vẻ mặt của vương nhị ngưu khi nhắc tới tô cô nương kia tràn đầy tôn kính bọn hắn không được học nhiều tri thức nhưng bọn hắn biết tạ ơn người khác từ khi hắn còn là một hài tử thì tô cô nương đã ở thanh sơn thôn khi ấy thôn này và các thôn trấn chung quanh gặp phải một hồi ôn dịch không rõ nguyên nhân rất nhiều người chết vì nó xác chết như ngã rạ tất cả mọi người đều chìm trong nỗi tuyệt vọng ngay cả đại phu có danh tiếng nhất cũng mắc bệnh cuối cùng còn phải tự thiêu chính mình những môn phái tu hành ở nơi xa hơn cũng bó tay chịu trói trước thảm cảnh này thậm chí còn hạ lệnh đốt sạch nơi này để tránh cho tai họa lan rộng hơn trong lúc tất cả mọi người chìm trong tuyệt vọng vừa hay tô cô nương đi qua nơi này nàng đã ra tay cứu chữa cho tất cả mọi người thứ ôn dịch hung hiểm rơi vào trong tay nàng lại trở nên chẳng có gì đáng gờm. Cho đến bây giờ, Vương Nhị Ngưu vẫn còn nhớ cảnh tượng hôm ấy. Tô cô, cô nương xinh đẹp như tiên trên trời, nàng mặc bạch y, bước tới giống như một nàng tiên. Nàng cầm trong tay một chiếc bình ngọc màu trắng, trong bình cắm một nhành liễu vừa hái. Nàng đi đến đâu, nước trên nhành liễu nhỏ đến đấy, bệnh tật của mọi người đều tan biến. Trận ôn dịch quét qua hơn 10 thôn đã được nàng giải quyết triệt để. Trong suy nghĩ của mọi người, Tô cô nương chính là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn. Chương 2352. Vương gia. Tô cô nương ở lại gần một hồ nước phía Đông Thanh Sơn thôn. Nàng xây một tiểu viện nhỏ tại đây. Viện ấy được trúc xanh bao quanh, hồ nước trong suốt, ngoài ra còn nuôi thêm một số gia cầm, trồng mấy loại thảo mộc đôi khi nàng ngồi xếp bằng giữa hồ, tĩnh tâm đánh đàn. dân làng nào bị ốm đau gì cũng sẽ đến nhờ nàng chữa bệnh. có đôi khi nàng sẽ đến trường tư thục dạy đám hài tử trong thôn học chữ, đọc sách. từ đó tô cô nương ở lại trong thôn, nhưng đã mấy chục năm trôi qua mà dung mạo nàng chưa bao giờ thay đổi. cũng từng có tu sĩ cường đại nghe tin muốn tìm tới gây chuyện, nhưng còn chưa kịp đến gần, mới đến giữa đường lại đột nhiên thay đổi thái độ trở nên vô cùng cung kính. Dù đến nơi không được gặp người thật cũng cung kính rời đi, không dám tỏ ra bất kính vô lễ. Vì thế, tất cả thôn dân đều cho rằng, cô cô nương thần bí không rõ lai lịch kia chính là một vị tiên nhân có thực lực sâu không lường được. Không ai biết nàng đến từ đâu, tên thật là gì. Chỉ biết nàng họ tô, xinh đẹp giống như thần tiên trên trời, thích mặc một bộ đồ trắng muốt, lặng lặng ngồi đánh đàn giữa hồ có thôn dân đoán nàng muốn tới nơi này để giải sầu, hoặc là nàng có người trong lòng, đang nhớ nhung người đó chăng? Tiếng đàn của nàng khi thì miên man, dây dứt như khói lượng mãi không tan, khi thì trong trẻo như băng tuyết. Cao vút như chạm đến chín tầng mây. Ta chỉ nói là muốn cưới thần tiên tỷ tỷ chứ đâu có nói muốn cưới tô tỷ tỷ, tô tỷ tỷ còn chướng mắt một tiểu hài tử như ta ấy chứ. Hơn nữa, phụ thân, cha mới nói bậy ấy, ta nói cho cha biết, ta có căn cốt đó. Hôm nay lúc ta đi chăn trâu thì đã gặp được một lão đạo đang ngự kiếm. Hắn vừa cười vừa sờ đầu ta, nói ta có kiếm cốt, thích hợp tu kiếm, còn hỏi ta có muốn trở thành tiên nhân biết phi thiên độn địa giống như hắn hay không, sau đó hắn cho con một miếng ngọc bội. Còn dặn con phải chờ hắn quay lại. Vương Tiểu Ngưu rất bất mãn khi bị phụ thân trách móc nặng nề như vậy, hắn liền kể lại chuyện mình vừa gặp được hồi sáng. Sau khi đi chợ về, cha kêu hắn dắt trâu ra đầu làng, sau đó hắn đã gặp lão đạo thần bí kia. Đối phương cười ha hả sờ sờ đầu và tay hắn, nói hắn thích hợp tu kiếm, tương lai có thể trở thành kiếm tiên cường đại như lão. Vừa nói, Vương Tiểu Ngưu vừa lấy ra một miếng ngọc bội cổ xưa có hoa văn hình thanh kiếm. Hắn lắc lắc miếng ngọc trước ánh mắt ngạc nhiên của phụ thân và mẫu thân mình đây là vương nhị ngưu còn tưởng rằng đứa nhỏ này đang lừa gạt mình nên mới bịa ra mấy câu linh tinh vừa rồi nhưng sau khi nhìn thấy miếng ngọc kia thì hắn thật sự kinh hãi tuy thanh sơn thôn chỉ có hơn trăm hộ gia đình thế nhưng thôn dân quanh vùng lại không hề xa lạ với tiên nhân cũng chính là tu sĩ phi thiên độn địa trong mắt bọn hắn chính là đại biểu cho tiên nhân người có tài thậm chí có thể sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mà Liệt Dương Tông chính là một môn phái tu hành gần Thanh Sơn Thôn nhất. Chưởng môn phái ấy là Liệt Dương Thượng Nhân, có lời đồn nói hắn đã sống hơn 800 năm, dùng lửa nấu sôi cả biển cả cũng chỉ là chuyện đơn giản đối với hắn. Các công tử nhà giàu trong các thành trì phụ cận khác có đánh nhau vỡ đầu cũng muốn được gia nhập môn phái này. Nhưng yêu cầu thu nhận đệ tử của Liệt Dương Tông rất cao, nhiều tiền đến mấy cũng chỉ có thể trở thành đệ tử hầu hạ người khác. Muốn tu hành công pháp thượng thừa phải có được căn cốt thích hợp, bằng không cả đời cũng chỉ làm việc nặng nhọc mà thôi. Tuy Vương Nhị Ngưu là người thường, nhưng hắn cũng biết tiên nhân không phải thứ mà người như bọn hắn có thể theo đuổi. Nên khi hắn nghe nhi tử nhà mình nói những lời vừa rồi thì mới mắng một trận, để cho hắn đừng si tâm vọng tưởng, ngoan ngoãn đi chăn bò đi, sau này mà có tài thì thi lấy công danh, làm rạng danh nhà cửa nếu không thì bán bò đi rồi cưới một nàng dâu về nối giỏi tông đường. Nhưng Vương Nhị Ngưu không ngờ nhi tử của mình may mắn như vậy, lại có được tiên duyên trong truyền thuyết. Chuyện này, chuyện này là thật sao? Hắn kích động đến nỗi suýt thì quên trong nhà còn có một vị khách là Cố Trường Ca. Hắn run rẩy không nói nên lời. Đối với người bình thường mà nói, tiên nhân có ý nghĩa gì? Có thể phi thiên độn địa. Vinh hoa phú quý sống lâu trăm tuổi đó đều là những nhân vật trong tưởng tượng mà bọn hắn không bao giờ có thể tiếp xúc nhưng hiện tại hắn lại bất ngờ biết được nhi tử của mình có khả năng trở thành tiên nhân giống như vậy có thể tưởng tượng phu thê hai người kích động và bất ngờ ra sao vương tiểu ngưu còn nhỏ nhưng hắn biết điều này có nghĩa là gì hắn ngước mặt lên nói với giọng điệu vô cùng tự hào đương nhiên là thật sao ta dám lừa phụ thân chứ chính mắt ta đã nhìn thấy lão đạo kia điều khiển phi kiếm hạ xuống từ trên không, tốt quá, tốt quá, vương nhị ngư vô cùng xúc động, bàn tay thô ráp liên tục vuốt ve mảnh ngọc như đang vuốt ve một món đồ quý. Bỗng nhiên, hắn ý thức được cái gì, vội vàng quay đầu lại nhìn cố trường ca vẫn im lặng khẩy khẩy mấy món ăn trên bàn. Tiểu ngư, mau cất miếng ngọc này đi, tuyệt đối không được cho ai biết. Hắn vội vàng dặn dò, nhưng không phải hắn đề phòng với cố trường ca mình vừa đưa về nhà chỉ là hắn sống thật thà quen rồi bỗng nhiên nhìn thấy tiên duyên nên lo sợ giống như kẻ nghèo khó đột nhiên nhặt được món đồ quý có giá trị liên thành hơn nữa miếng ngọc này chắc chắn không đơn giản nếu đánh mất nó nhỡ mà vị thượng tiên kia trách tội chẳng phải là mất đi tiên duyên sao với cả nhỡ miếng ngọc bội này là thử thách của vị thượng tiên kia dành cho nhi tử nhà mình thì sao Chương 2353. Tiên duyên. Ta biết rồi, phụ thân đừng lo lắng. Vương Tiểu Ngưu còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và khôn khéo, nghe vậy liền vội vàng cất miếng ngọc đi, trong nhà còn có người ngoài không rõ lai lịch đấy. Sau chuyện vừa rồi, Vương Nhị Ngưu và thê tử cũng không còn tâm trạng dùng bữa nữa. Ngay từ đầu Vương Nhị Ngưu đã cảm thấy Cố Trường Ca không tầm thường rồi. Nhưng trong dáng vẻ hắn có chút phong trần khuôn mặt cũng nhiễm sự mệt mỏi thậm chí là tiều tụy vì thế mới xuất phát từ ý tốt mà đưa hắn về nhà để hắn ăn một bữa no hắn không biết lai lịch hay tên gọi của cố trường ca chỉ hỏi một câu lúc cố trường ca mở miệng xin nước uống nhưng cố trường ca không giải thích nhiều chỉ cười cười hiền hòa điều này làm cho vương nhị ngưu sinh hảo cảm tuy rằng người này có vẻ mệt mỏi như đã đi một quãng đường rất xa nhưng vẫn không giấu được phong thái cao sang trong lời nói và từng cử chỉ, sự bất phàm mà không phải loại người thô lỗ như bọn hắn có thể so sánh được. Huống chi đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được một nam tử anh tuấn như thế. Dù thân thể nhún đầy phong trần tan thương vẫn không ác mất khuôn mặt tuấn tú kia. Sau khi để người đó rửa mặt sạch sẽ, hắn và thê tử liền sững người. Vương nhị ngư đoán, có thể cố trường ca là quý tộc nghèo túng lưu lạc đến đây đại huynh đệ, ngươi muốn đi nơi nào? Ta thấy ngươi có vẻ đã bôn ba trên đường rất lâu rồi. Thấy một nhà ba người bọn hắn đàm luận chuyện ngọc bội tiên duyên, cố trường ca lại như thờ ơ không nghe thấy, chỉ yên lặng ăn thức ăn trong bát của mình. Cuối cùng vương nhị ngưu cũng không nén được tò mò mà cất lời. Ta muốn đi đâu sao? Cố trường ca nghe đối phương hỏi mình, hắn nhướng mi nhìn lên, nhưng vẻ mặt lại đông đầy nỗi hoang mang hắn cũng không biết mình muốn đi đâu hình như bản thân hắn đang tìm kiếm một con đường vô hình thôi thúc hắn đi tới cuối con đường này nhưng hắn không biết con đường này là cái gì cũng không có bất kỳ ký ức nào để trả lời dường như chỉ có bản năng thúc giục hắn cứ tiếp tục lên đường đi tiếp nhưng bây giờ hắn rất mệt mỏi chỉ muốn tìm một chỗ dừng lại có lẽ nghỉ ngơi đủ rồi hắn sẽ tiếp tục lên đường thấy vẻ mặt cố trường ca như thế Vương Nhị Ngưu cũng sửng sốt, hắn bất ngờ vì chính Cố Trường Ca cũng không biết đáp án cho câu hỏi này. Cố Trường Ca thế này không đúng lắm. Hắn đã quên điều gì sao? Đến giờ thì Vương Nhị Ngưu càng thêm chắc chắn với những suy đoán trong đầu mình, hắn cảm thấy nhất định là Cố Trường Ca đã gặp phải một cú sốc cực lớn nào đó nên mới trở nên như vậy. Thậm chí, hắn đã tự bịa ra một câu chuyện hoàn chỉnh trong đầu mình. Cố trường ca vốn sinh ra trong một gia tộc giàu có với thân phận tôn quý. Nhưng một hồi biến cố ập tới, gia tộc trao đảo, hắn mất đi thân phận cùng địa vị trước kia, hắn không chịu nổi cú sốc quá lớn này nên lưu lạc khắp chốn, cuối cùng đến được nơi này, cũng không biết tương lai bản thân sẽ đi đâu về đâu. Một người đáng thương. Vương Nhị Ngưu lắc đầu. Hắn đã chứng kiến rất nhiều chuyện như vậy rồi. Nghe nói mấy năm gần đây có rất nhiều vương triều đã đi đến bờ diệt vong, khắp nơi xảy ra chiến loạn, có không ít người như cố trường ca. Bọn hắn đã từng là quý công tử. Có thân phận tôn quý, cuộc sống giàu sang, cân bưng nước rất tận miệng, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một thân một mình đáng thương lang thang khắp chốn, thậm chí còn không bằng một gã dân thường như hắn. Tối thiểu hắn còn được ăn no mặc ấm, không phải chịu cảnh bữa no bữa đói, no bữa nay đói bữa mai, cũng có chỗ che mưa trắng gió. Có thê tử siêng năng, hiền lành và một đứa nhi tử thông minh. Hiện tại nhi tử của hắn còn có được tiên duyên trong truyền thuyết, rất nhanh thôi là đã có thể trở thành tiên nhân rồi. Nghĩ tới đây, khóe miệng vương nhị ngưu không khỏi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc. Cố trường ca nhìn cảnh ấy, tựa như có chút xúc động, vẻ mặt hắn hoang mang. Hắn! được một nam tử thông cảm và thương xót đó là sự hài lòng và hạnh phúc sao đơn giản như vậy thôi ư nhưng tại sao hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm xúc đó hắn đang theo đuổi điều gì luôn luôn cố gắng lấp đầy khoảng trống lấp đầy vào khe nứt đang hở toát cứ mãi chạy trên một con đường mà không bao giờ thấy hài lòng hắn không hài lòng với cái gì còn thiếu cái gì Cố Trường Ca chợt thấy đầu mình đau quá, hắn biết mình đã quên mất thứ gì đó. Chỉ cần hắn muốn là có thể hồi tưởng lại nó ngay lập tức. Nhưng hắn lại không làm thế. Ta chỉ muốn được đích thân trải nghiệm tất cả, Cố Trường Ca khôi phục bình tĩnh, không đào sâu tìm kiếm những thứ này nữa. Mỗi người có một mục tiêu muốn theo đuổi khác nhau, không cần phải định vị bản thân bằng cách bắt chước ước mơ và mục đích của người khác. Hắn chỉ muốn lặng lặng cảm ngộ tất cả tìm hiểu đây là cái gì. Đến khi ta trở thành tiên nhân rồi, ta sẽ để phụ thân và mẫu thân đến ở nơi tốt nhất trong thành, mua rượu ngon nhất cho phụ thân, mua cho mẫu thân trang sức đẹp nhất. Ngươi chỉ có mấy cái mong muốn nhỏ xíu đó thôi hả? Tiên nhân người ta có thể phi thiên độn địa, không gì không làm được. Đừng nói là ở trong thành, muốn mua cả tòa thành cùng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hì hì, ta chỉ nói vậy thôi cứ tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó trước đã. Đến ngày đó thật, ta còn muốn tìm cho mẫu thân loại đang dược có thể vĩnh viễn tươi trẻ. Để người có thể xinh đẹp mãi mãi giống như tô tỷ tỷ. Được rồi được rồi, nương biết ngươi hiếu thảo rồi. Còn dám kêu tô tỷ tỷ, tô cô nương còn lớn tuổi hơn cả cha ngươi đấy. Tiểu tử này, xem cha có đánh chết ngươi không, dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, trên mặt cả ba người là nụ cười vui vẻ hạnh phúc bọn hắn đang khát vọng và vẽ nên từng khung cảnh tươi sáng của tương lai. Cố trường ca yên lặng nhìn bọn hắn, trong lòng tựa như đã hiểu ra điều gì đó. Chương 2354 Vị công tử kỳ lạ Sau khi ăn xong, Vương Nhị Ngưu dọn cho hắn một gian phòng khách sạch sẽ, thay chăn đệm sạch sẽ như mới, thứ mà ngày thường bọn hắn còn không nỡ dùng. Vương Nhị Ngưu cảm thấy trước kia cố trường ca đã quá quen với cuộc sống giàu sang rồi, điều kiện thô sơ chắc chắn không thoải mái nên đã lót thêm một lớp cỏ khô mềm mại dưới giường của hắn cố trường ca không quen với thiện ý của nam tử chất phát này nhưng cố trường ca cũng không muốn nợ hắn suy nghĩ một hồi liền lấy ra một miếng ngọc bội vô cùng tinh xảo hắn không nhớ được miếng ngọc này có giá trị cụ thể ra sao nhưng hắn biết nếu dùng nó đổi thành ngân lượng cũng đủ cho một nhà ba người giàu sang mấy đời nhưng có đánh chết vương nhị ngưu cũng không nhận hắn biết miếng ngọc này có giá trị không nhỏ nhưng nói thế nào cũng không chịu cầm lấy ở trong mắt hắn việc hắn làm cho cố trường ca không sánh bằng giá trị của miếng ngọc này hơn nữa có thể miếng ngọc này rất quan trọng với cố trường ca thì sao nhỡ đâu miếng ngọc này sẽ giúp đối phương nhớ lại ký ức gì đó thì sao hắn là người thành thật tuy có thể đoán được giá trị của miếng ngọc này sẽ khiến người khác giật mình nhưng hắn không muốn độc chiếm nó cố trường ca cũng không quen nợ ai cái gì nhưng thấy đối phương từ chối thì chỉ đành thôi rồi tiếp tục ở tạm chỗ này sau này chú ý chút vậy xem vương nhị ngưu cần gì thì giúp hắn vậy cũng coi như bồi thường trên cánh đồng vương nhị ngưu vung quốc làm cỏ mồ hôi như mưa cố trường ca đứng bên cạnh học theo đây thật là một trải nghiệm mới lạ làm cho hắn có một loại cảm giác ngạc nhiên khó có được giống như mỗi một chuyện mà bản thân làm lại khiến hắn như được giác ngộ ra thêm một cái gì đó vương nhị ngư khuyên không nổi cũng chỉ có thể cười khổ bỏ qua mặc kệ cố trường ca tiếp tục làm việc tin tức nhà vương nhị ngưu ở thanh sơn thôn chứa chấp một quý công tử phóng khoáng tuấn lãng rất nhanh truyền khắp láng giềng tám phương loại chuyện này không thể lừa gạt được thôn dân lắm mồm lắm miệng xung quanh nhanh chóng được truyền đi khắp nơi với tốc độ chóng mặt khi thấy vương nhị ngưu ra đồng làm việc nhiều thôn dân quen thuộc sẽ tiến đến chào hỏi đương nhiên trong lúc tán gẫu cũng sẽ hỏi tới lai lịch của cố trường ca tất nhiên vương nhị ngưu cũng dựa theo phỏng đoán của mình nói cố trường ca là một quý công tử phóng khoáng lưu lạc tới đây bản thân cảm thấy đáng thương nên hỏi hắn muốn đi đâu nhưng chính cố trường ca cũng không biết nên vương nhị ngưu tạm thời chứa chấp hắn kết quả cố trường ca không muốn mắc nợ ân tình nên vương nhị ngưu dẫn hắn tới đồng ruộng làm việc cùng sau khi nghe xong những điều này đám thôn dân đều tấm tắc bảo lạ trong những năm gần đây chiến tranh loạn lạc nổ ra khắp nơi nhiều vương triều tiêu vong quả thực có rất nhiều lưu dân chạy nạn nhưng đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy một quý công tử phóng khoáng như vậy lại chủ động tới đồng ruộng làm việc hoàn toàn khác biệt với hình tượng quý tộc cành vàng lá ngọc được nuông chiều từ bé trong ấn tượng của bọn hắn hơn nữa khi cố trường ca giúp đỡ cũng không phải tùy tiện qua loa cho xong mà còn rất siêng năng nghiêm túc thực tế trình độ này có thể so sánh với không ít người trong số bọn hắn điểm này làm bọn hắn tấm tắc bảo kỳ lạ khó có thể tin nổi nếu không phải cử chỉ lời nói của cố trường ca hoàn toàn không giống người bình thường mang theo quý khí bẩm sinh thì bọn hắn đều sẽ hoài nghi lời của vương nhị ngưu nói là sai lầm bản thân vương nhị ngưu cũng rất phiền não và bất đắc dĩ không nghĩ tới cố trường ca lại không giống những quý tộc bình thường kia có thể chịu khổ trong quá trình ở nơi này hắn phát hiện dường như cố trường ca rất tùy ý vui vẻ chịu đựng chủ động thích ứng với tất cả mọi thứ ở nơi đây đối với chuyện này vương nhị ngưu cũng không biết nói cái gì chỉ có thể lắc đầu cười khổ chẳng qua nhờ sự giúp đỡ của cố trường ca quả thực việc đồng án của hắn nhẹ nhàng hơn không ít Ban đầu Vương Nhị Ngư thu lưu cố trường ca cũng bởi vì thấy hắn đáng thương mà động lòng trắc ẩn. Nhưng hiện tại lại rất có hảo cảm với hắn. Thanh Sơn Thôn có hơn 100 hộ nhân gia, không ít thôn dân, mồm năm miệng 10 bàn tán, tin tức liên quan tới cố trường ca cũng tự nhiên lan truyền đến từng hộ nhân gia. Ngay cả những vùng lân cận trong thôn cũng có thôn dân nghe được tin này, bọn hắn hiếu kỳ đến xem. Một số cô nương trẻ tuổi còn đỏ mặt, lặng lẽ quan sát cố trường ca từ xa. Lần đầu tiên các nàng nhìn thấy nam tử đẹp mắt tới vậy, tuy xa súc tan thương nhưng vẫn khó giấu được dung mạo tuấn tú. Điều này làm cho các nàng dần cảm thấy bản thân có chút bẩn thiểu, chỉ dám đứng xa nhìn trộm. Thật ra cố trường ca đã quen với sinh hoạt hiện giờ, mỗi ngày đều đi theo vương nhị ngưu, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặng thì nghỉ. Nhịp điệu nhẹ nhàng, thông thả ngắm thanh sơn, nghênh đón sương mai, tắm ánh nắng chiều. Thỉnh thoảng có thêm việc đồng án thì sẽ tranh thủ về ngồi ngắm trăng. Đôi khi còn có một số cô nương trẻ tuổi đỏ mặt đi tới đưa cho hắn một bát nước ngọt, điều này làm vương nhị ngưu hâm mộ, cảm khái không thôi. Mặc kệ là nam hay nữ, lớn lên đẹp mắt thật là tốt. Đương nhiên, có nhiều khi thê tử của vương nhị ngưu cũng sẽ tự tay nấu cơm rồi mang đến đồng ruộng, khi vương nhị ngưu ăn cơm còn duỗi ống tay áo lau mồ hôi trên trán cho hắn, Lúc này, hai người sẽ nhìn nhau cười cười rất ăn ý, Cố Trường Ca từng chứng kiến không ít loại tình cảnh ấm áp này, nhưng mỗi lần nhìn thấy, dường như trong lòng đều sẽ có chút xúc động và cảm ngộ. Chương 2355. Cố Thúc đẹp trai. Hiện tại, người thân của Vương Nhị Ngưu cũng đã dần quen thuộc với Cố Trường Ca. Sau khi biết hắn họ Cố, lần nào Vương Tiểu Ngưu cũng gọi hắn là Cố Thúc, điều này làm Cố Trường Ca có chút tức cười mà ngay cả thê tử của Vương Nhị Ngưu cũng gọi hắn là cố ca. Chẳng qua bộ dáng lôi thôi lết thích của hắn hiện tại quả thực dễ làm người khác xưng hô như vậy. Nhưng hắn cũng lười tốn thời gian đi tu chỉnh lại dung nhan, làm sao thoải mái là được rồi. Bên trong nơi tối tâm, cố trường ca như cảm nhận được một loại dũng khí nào đó, nhưng sau khi hoàn toàn hiểu ra, hắn lại nhớ tới tất cả những khoảng thời gian đã qua không hiểu sao hắn lại cảm thấy những lúc như thế này rất thoải mái tự nhiên vô lo vô nghĩ dường như sinh hoạt như vậy mỗi ngày cũng không phải không thể chấp nhận chỉ là ý nghĩ này cũng không kéo dài được mãi hắn biết đối với gia đình của vương nhị ngưu hắn chỉ là một người qua đường tạm thời dừng chân ở nơi đây bởi vì trên đường bôn ba mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một chút sau khi nghỉ ngơi đủ rồi hắn sẽ tiếp tục lên đường bôn ba tiếp theo sẽ đi tới nơi nào hắn cũng không biết thanh sơn thôn không lớn cho dù mọc thêm vài thôn xung quanh thì cũng chỉ có vài trăm hộ gia đình cho nên trong khoảng thời gian này rất nhiều thôn dân đã quen thuộc với cố trường ca một vài người sẽ nói bóng nói gió để hỏi thăm lai lịch của hắn muốn biết thân phận thật sự của hắn là gì cố trường ca cũng chỉ trả lời trước mắt bản thân là một tán nhân lưu lạc bốn phương không có lai lịch nhưng những thôn dân này vẫn không quá tin tưởng từ cử chỉ cho đến khí độ của cố trường ca đã định sẵn lai lịch của hắn không tầm thường như sinh hoạt trong những ngày đã qua chắc chắn không phải là thứ bọn hắn có thể tưởng tượng được nhưng cố trường ca không nói bọn hắn cũng không thể đào bới đến cùng thật ra mấy ngày nay cố trường ca đi theo vương nhị ngưu đến đồng ruộng làm việc rất chăm chỉ thật thà nên lọt vào mắt xanh của không ít người thêm nữa trong khoảng thời gian này rất nhiều nữ tử trẻ tuổi thường xuyên chạy tới, thỉnh thoảng sẽ đưa cho cố trường ca một ít bánh ngọt, bánh đậu đỏ hay các món điểm tâm tự làm, thậm chí còn tự tay đang khăn quàng cổ, khăn tay. Phương thức các nàng biểu đạt tâm ý thực sự rất đơn giản, cũng không trực tiếp tiếp xúc với cố trường ca. Chỉ là đôi khi đưa nước sẽ thẹn thùng đỏ mặt nói chuyện với hắn một hai câu, hỏi han đôi chút về tên, lai lịch của hắn, chỉ mấy câu như vậy cũng đủ làm các nàng mơ tưởng viễn vông khí chất điềm tĩnh tự nhiên, quý khí thanh cao bộc lộ qua lời nói và cử chỉ khiến trái tim của các nàng không khỏi rung động. Đây chắc chắn không phải là thứ mà các nàng có thể nhìn thấy trên người của những nam tử ở hàng xóm láng giềng lân cận. Một số cô nương trẻ tuổi năng nỉ ỷ ôi. Vì thế phụ mẫu của các nàng cũng tới tìm hiểu cố trường ca, hỏi thăm hắn xem hắn có ý định ở lại thanh sơn thôn hay không và có ý muốn gả nhi nữ của mình cho hắn đồng thời cũng ám chỉ cố trường ca không cần chuẩn bị bất kỳ lễ hỏi gì. Bên đàn gái sẽ lo liệu hết. Chỉ là cố trường ca luôn luôn viễn chuyển từ chối. Điều này làm cho một số thanh niên nam tử trong thôn phụ cận hâm mộ không thôi. Nhớ đám bọn hắn vì muốn có một mối hôn sự, không chỉ mời bà mối tới đạp cửa nhà nữ tử đối phương, mà còn phải chuẩn bị rất nhiều ngân lượng xính lễ còn chuẩn bị cả tinh thần bị cự tuyệt. Nhưng Cố Trường Ca mới đến Thanh Sơn thôn không bao lâu đã có rất nhiều nữ tử trẻ tuổi coi trọng. Lớn lên đẹp cũng là một ưu thế sao? Hơn nữa, hắn còn trực tiếp cự tuyệt. Không có ý định với phương diện này. Giữa người với người sao có thể có khác biệt như thế, đúng là giận đi người. Khi lớn lên ta cũng muốn giống như Cố Thúc, như vậy sẽ có nhiều cô nương tới tìm ta. Tuy Vương Tiểu Ngưu còn nhỏ nhưng đã hiểu được không ít hắn thật sự rất hâm mộ điều này. Tiểu gia hỏa như ngươi thì biết cái gì? Vương Nhị Ngưu và thê tử của hắn nhìn nhau cười cười, thật ra cũng không ít thôn dân tới tìm bọn hắn, mục đích chính đều không sai biệt lắm là muốn tìm hiểu cố trường ca. Ở trong một thôn trang nhỏ như Thanh Sơn Thôn lại xuất hiện một quý công tử phóng khoáng như cố trường ca quả thực là rất hiếm thấy. Hơn nữa tính cách của hắn cũng tốt, chịu được khổ nhọc, không hề giống những quý tộc được nuông chiều từ bé trong truyền thuyết kia nhiều cô nương trẻ tuổi ngầm sinh ra hảo cảm cũng là chuyện không thể tránh khỏi đương nhiên chắc chắn trong số đó sẽ có không ít người có mục đích khác cảm thấy cố trường chỉ tạm thời lưu lạc tới nơi đây ngộ nhỡ về sau hắn khôi phục thân phận thì sao nhưng cũng không phải tất cả thôn dân đều chất phát thiện lương giống như nhà vương nhị ngưu sao lão đạo sĩ kia còn chưa tới tìm ta ta đợi hắn lâu như vậy. Chẳng lẽ hắn đã quên ta, hay đang lừa gạt trêu chọc ta? Dù sao Vương Tiểu Ngưu cũng chỉ là một hài tử, rất nhanh lực chú ý đã dời sang chuyện khác, trên mặt không giấu được tâm tư. Lúc nói chuyện lại lấy ra miếng ngọc bội có hoa văn hình thanh kiếm. Không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày hắn nói những lời này. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 2356 Tây Thi Đậu Phụ ban đầu ngày nào vương tiểu ngưu cũng chờ lão đạo sĩ kia tới đón hắn để đến bây giờ chết lặng hắn cảm thấy có phải lão đạo sĩ kia đang lừa gạt trêu đùa hắn hay không nhãi tranh đừng nói lung tung lỡ như tiên nhân làm vậy là để khảo nghiệm ngươi thì sao sao tiên nhân có thể vô duyên vô cớ đi lừa gạt một hài tử như ngươi được chứ nghe vậy vương nhị ngưu vội vàng quát lớn đương nhiên sẽ không cho rằng lão đạo sĩ kia sẽ lừa gạt vương tiểu ngưu có lẽ là bị chuyện gì làm chậm trễ hoặc đang muốn khảo nghiệm vương nhị ngưu xem hắn có thành tâm hay không không phải mấy truyền kỳ về tiên nhân được lưu truyền trong dân gian cũng đều có những chuyện như vậy sao tinh thành sở chí kim thạch vi khai nếu như thành tâm thành ý thì sắc đá cũng phải cảm động tuy vậy nhưng trong lòng vương nhị ngưu vẫn có chút tiếc nuối nếu vương tiểu ngưu thực sự có thể được tiên nhân coi trọng thì đến lúc đó hắn cũng nở mày nở mặt được thôn dân xung quanh tân bốc. Trong khoảng thời gian này, hắn đều kìm nén lại. Không nói ra chuyện này, còn dặn dò vương tiểu ngưu chớ nói lung tung. Cố trường ca lặng lẽ nhìn một nhà ba người, bởi vì cầu chữ tiên mà trong nội tâm sinh ra chút khác thường. Sáng sớm hôm sau, cố trường ca vẫn đi theo phía sau vương nhị ngưu ra đồng làm việc, ánh bình minh chậm rãi hiện lên bên kia đỉnh núi. Từng tia nắng nhẹ nhẹ chiếu xuống bao phủ đỉnh núi và ngọn cây, không có tiếng xe ngựa ồn ào náo động cảnh vật vẫn luôn yên bình mà vương tiểu ngưu vẫn đi tới trường tư thục ở phía đông đầu thôn như thường lệ chẳng qua hôm nay hắn có chút kích động và háo hức bởi vì có thể nhìn thấy vị tô tỷ tỷ xinh đẹp như tiên kia trong mắt tất cả những hài đồng ở thanh sơn thôn không có nữ tử nào xinh đẹp hơn tô tỷ tỷ vào ngày này hàng tháng tô tỷ tỷ đều sẽ xuất hiện ở trường tư thục để dạy cho bọn hắn đọc sách viết chữ thậm chí có một số người lớn cũng chạy đến đứng ở bên ngoài thư viện vụn trộn nhìn tô cô nương ai cũng đều có lòng yêu thích cái đẹp ngày bình thường tô cô nương ở trong phòng trúc cũng không có ai dám đến quấy rầy trừ phi thật sự gặp phải vấn đề gì phiền phức hoặc bệnh khó chữa cần nàng cứu trị nhưng không người nào dám quên thân phận của vị tô cô nương này vẫn là một tu sĩ cường đại bên trong thư viện tiếng đọc sách lanh lảnh truyền ra như gió xuyên qua tán cây tràn ngập sức sống. Tất cả hài đồng đều ngồi nghiêm túc, cẩm quyển sách lên, lớn tiếng đọc to. Một vị bạch y nữ tử mang bồ sa che khuất dung nhan chỉ lộ ra một đôi đồng tử long lanh như nước chậm rãi đi tới. Một tay của nàng cầm lấy cuốn sách, tay còn lại để ở sau lưng. Dường như trên mặt còn mang theo một chút ý cười. Thỉnh thoảng lại dùng quyển sách gõ nhẹ lên đầu hài tử không tập trung một cái. dáng người bạch y nữ tử cao gầy xuất chúng, tựa như một cây tiên ba tóc vén lên lộ ra phần cổ thon dài trắng nõn nhưng lại có vài sợi tóc xanh thả nghiêng xuống khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng đoan trang giống như trích tiên không nhiễm bụi trần trong miệng người dân ở thanh sơn thôn nàng chính là bồ tát cứu khổ cứu nạn vị tô cô nương kia đã ra tay cứu giúp tất cả mọi người giải quyết hết trận ôn dịch ở nhiều thôn trấn xung quanh thật ra cho tới nay chưa có ai nhìn thấy dung nhang thật sự của nàng có lúc nàng đội nón có lúc đeo tấm lụa mỏng không để lộ khuôn mặt thật tuy nhiên điều này cũng không thể làm giảm những đồn đoán khác nhau của mọi người về chân dung của nàng dưới lớp khăn che mặt chắc chắn là một dung nhan khuynh nước khuynh thành đẹp như tiên nữ chẳng mấy chốc buổi đọc sáng nay đã kết thúc bạch y nữ tử cũng cho đám hài đồng nghỉ ngơi một chút tí nữa sẽ dạy cho bọn hắn học chữ sau đối với nàng mà nói thuận tiện dạy những đám hài đồng những thứ này cũng có thể xem như một thú vui. Xây nhà ở chốn phàm trần không có tiếng xe ngựa lớn, hái cúc dưới hàng rào, thông thả ngắm Nam Sơn. Đây chính một bức chân dung khắc họa về sinh hoạt của nàng ở hiện tại. Cách xa giới tu hành, cách xa những người quen cũ, cách xa cuộc sống, ngươi lừa ta gạt, tranh chấp sinh tử, thật sự là vô lo vô nghĩ, tự do tự tại đúng nghĩa chỉ là đôi khi không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn buồn bã. Nhưng đây là sự lựa chọn của nàng, Tiểu Ngưu, ngươi nhớ nói tốt vài câu giúp tỷ tỷ ta nha. Sáng nay nàng lại dặn dò ta lần nữa. Nếu ngươi không nói giúp ta, sau này ta sẽ không nói chuyện với ngươi nữa. Bên cạnh Vương Tiểu Ngưu, một tiểu nữ hài thắt hai bím tóc, lúc này đang chớp chớp đôi mắt to nói chuyện với hắn, nhờ hắn giúp đỡ mấy tiểu hài tử ở bên cạnh sau khi nghe thấy đều tiến tới vây quanh giống như tham gia náo nhiệt ta biết rồi cứ giao cho ta nhị nha ta nhất định sẽ thuyết phục cố thúc đồng ý vương tiểu ngưu nhìn tiểu cô nương trước mắt trên mặt lộ vẻ vui mừng đắc ý vỗ ngực cam đoan hì hì tiểu ngưu ngươi thật tốt sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục của vương tiểu ngưu tiểu cô nương lập tức cảm thấy hài lòng nở nụ cười tươi sau đó, trong mắt của nàng đảo một vòng, vừa cười hì hì vừa nói, tỷ tỷ của ta là Tây Thi Đậu Phụ nổi danh trong thôn, nam tử theo đuổi nàng đều xếp hàng dài từ đầu đến cuối thôn, ngoại trừ tô tỷ tỷ ra thì không ai xinh đẹp hơn tỷ tỷ ta. Chương 2357 Chẳng lẽ là hắn? Ta nói cho ngươi biết, người muốn lấy tỷ tỷ của ta xếp hàng án chừng dài từ đầu làng đến cuối làng kia kìa. Trước đây trong thành có vị công tử của một thế gia vọng tộc đích thân tới cửa cầu hôn, nhưng tỷ tỷ ta không đồng ý. Tiểu cô nương tên là Trần Nhị Nha, mặc dù nhìn có vẻ nhu thuận nhưng thực chất người nhỏ mà như một tiểu quỷ lớn, khi chống nạnh nói chuyện, bộ dạng cứ như ông cụ non. Nhưng mà Vương Tiểu Ngưu sớm đã quen với những lời nói đó của nàng, hai người rất thân thuộc. Bọn hắn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nói là thanh mai trúc mã cũng không quá hắn vui vẻ sờ sờ sau óc nói. Ta cũng biết Trần Nhã tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp. Con người lại thiện lương, làm đậu phụ cũng rất ngon nữa, người theo đuổi tỷ ấy đã xếp thành một hàng dài rồi. Nhưng cố thúc của ta lại chưa từng có ý nghĩ gì về phương diện này, ngươi thật ngốc, ngươi không biết nói nhiều những lời tốt đẹp về tỷ tỷ của ta ở bên cạnh vị cố thúc kia của ngươi sao. Con người đen bóng của Trần Nhị Nha khẽ chuyển, lại đang nảy ra mưu ma trước quỷ gì đó nàng cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với tỷ tỷ nhà mình. Chỉ mới đưa mắt nhìn cái tên cố thúc không rõ lai lịch nhà vương tiểu ngưu có mấy lần liền bị mê hoặc. Còn ở nhà lôi kéo phụ mẫu, muốn phụ mẫu thay nàng tới đó làm mai. Trần Nhị Nha tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu hết những điều này, có điều nàng cũng đã tận mắt nhìn thấy vị cố thúc đó rồi. Đúng là trông rất ưa nhìn, dáng vẻ đường hoàng, ấm áp hòa nhã, nhưng mấu chốt là người ta cũng đáng tin cậy nếu không nàng cũng sẽ không nói với Vương Tiểu Ngưu nhiều lần, bảo hắn nói nhiều lời hay ý đẹp về tỷ tỷ của nàng. Hai tiểu hài tử nói những chuyện này cũng không hề né tránh hay kiên dè điều gì. Khi những đứa trẻ xung quanh nghe thấy, tất cả đều bàn tán xôn xao cả lên. Tiểu Ngưu, ta nghe nói cố thúc thần bí kia của ngươi đã từng là vương tử một nước, nhưng nước mà người đó ở đã bị người ta tiêu diệt rồi, vì vậy nên hắn mới lưu lạc tới nơi đây. Thật hay giả vậy? Hắn thật sự từng là vương tử sao? Nhiều đứa trẻ bắt đầu tò mò hỏi loạn cả lên. Trong khoảng thời gian này, có không ít tin tức liên quan đến cố trường ca đều từ ngôi làng phụ cận lan truyền ra bên ngoài, trở thành đề tài bàn tán trong những buổi trà dư hậu tử của người lớn. Tất nhiên bọn chúng cũng nghe được những điều này từ miệng của người lớn. Chỉ có điều nhiều loại tin đồn loại nào cũng có, tự nhiên cũng đã phát triển thành nhiều phiên bản khác nhau. Công tử là vương tử quý tộc của đất nước bị sa ngã, thiếu chủ của một đại gia tộc bị lưu lạc ở bên ngoài, trong đó cũng có không ít suy đoán, đều xuất phát từ miệng của các cô nương trẻ tuổi kia mà ra. Vương Tiểu Ngưu nghe thấy những lời này, đầu cũng sắp to luôn rồi. Hắn còn không biết hóa ra Cố Trường Ca còn có lai lịch như vậy. Hắn chưa từng nghe nói qua. Kết quả là đủ các loại tin đồn xuất hiện, hơn nữa còn vô cùng thái quá. Bạch y nữ tử lặng lặng nhìn một màn này, nghe tiếng cười nói của đám hài tử nhưng vẻ mặt lại có chút thất thần. Nàng nhớ lại rất nhiều chuyện, rất nhiều hình ảnh, bất giác không tự chủ hiện lên ở trong đầu, điên cuồng lan tràn ra như cỏ dại. Họ cố. Họ này rất hiếm. Nàng đã ở thượng giới nhiều năm như vậy, nhưng chỉ biết tới có một gia tộc họ cố. Trừ gia tộc đó nàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy một gia tộc thứ hai nào mang họ cố ở thôn nhỏ yên bình hẻo lánh này lại ngẫu nhiên nghe lại được cái họ thân quen đó điều này khiến cho nàng có vẻ ngẩn ngơ chìm vào trong bao hồi ức là trùng hợp sao hay chỉ là một người mang họ cố tình cờ lưu lạc tới nơi này bạch y nữ tự lắc đầu trong lòng có chút thất vọng vài ngày trước kỳ thực nàng đã nghe được tin này biết rằng nhà họ vương đầu thôn thu nhận một vị quý tộc lưu lạc tới nơi này Vị quý tộc nghèo túng đó không chỉ có dáng vẻ đoan trang mà còn khiêm tốn nhã nhặn, không hề chán ghét công việc đồng án. Cần cù siêng năng, làm việc cùng với vương nhị ngưu nhà họ vương, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mới nghỉ. Rất nhiều thôn dân trong làng đang bàn luận, phỏng đoán danh tính của người này. Nhưng nàng chỉ biết hắn họ cố, còn lại đại khái không biết gì hết. Ban đầu bạch y nữ tử cũng hơi kinh ngạc, thậm chí còn có chút mong đợi khó tả bởi vì đã lâu rồi nàng không nghe thấy cái họ này thế cho nên vào khoảnh khắc đó nàng có cảm giác năm tháng trôi qua tới mấy đời nàng cũng có một số phỏng đoán không thể tin được nhưng sau đó bạch y nữ tử lại đem những phỏng đoán ấy gạt ra khỏi đầu không hề thực tế chút nào chuyện này giống như việc mặt trời mọc giữa ban đêm hắn là một vị thần minh cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh vạn linh sao có thể lưu lạc xuống nhân gian được quý tộc sa đoạ. Tự mình đang nghĩ gì vậy? Chỉ là trùng hợp thôi, đó chỉ là một người cũng mang họ cố giống như vậy. Chương 2358 Tình cảm một mặt thuần khiết Mấy năm gần đây bạch y nữ tử cũng đã quen với cuộc sống ở thanh sơn thôn, làm bạn với gió mát trăng sáng. Đón ánh bình minh xem mặt trời lặn. Bên ngoài ngôi nhà trúc lịch sự trang nhã trồng rất nhiều hoa cỏ, còn nuôi một số linh thú gia cầm cách đó không xa là ôn thúy hồ sóng xanh dập dờn cảnh sắc dễ chịu núi xanh thường làm bạn với nước biếc thanh tao và tĩnh lặng so với việc chém giết tranh đấu ngươi lừa ta gạt đấu đá lẫn nhau ở giới tu hành thì cuộc sống như thế này dường như càng thích hợp với nàng hơn khi mới tới thượng giới nàng cũng từng nghĩ đến việc trở thành một tu sĩ cường đại đứng trên đỉnh cao của quyền lực mà nhìn xuống hết thảy mọi người nhưng càng về sau loại suy nghĩ này càng trở nên mờ nhạt. Đối với nàng mà nói là thân bất do kỹ, có thể được sống tiếp đã là một hy vọng xa vời. Nàng đã từng nghĩ phải nỗ lực tu hành, ngay cả khi trở thành người thừa kế ma công, nàng cũng không do dự. Bằng cách đó nàng có thể có được sự coi trọng của hắn, chân chính lọc vào mắt của hắn. Cho tới nay, điều nàng khao khát cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ cần có một góc nhỏ trong tim hắn, vậy là đủ rồi vì vậy sau khi biết thân phận của nàng chính là người thừa kế ma công nàng đã cân nhắc rất nhiều và cũng từng nghĩ sẽ kết liễu tại đây để không gây ra rắc rối cho hắn suy cho cùng hắn là vần hào quang sáng chói tiền đồ vô lượng là người trẻ tuổi đứng ở đỉnh cao nhất của thượng giới hắn là nhân vật đứng đầu trong cùng thế hệ huyền thoại bất khả chiến bại của thế hệ trẻ thu hút sự chú ý của toàn thể nhân loại nhưng nàng lại là người thừa kế ma công là thị nữ của hắn sau này nhất định sẽ làm hại tới nhân gian sinh ra đã định sẵn sẽ đứng về phía đối địch với hắn một khi thân phận này bị bại lộ nhất định sẽ trở thành vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời của hắn vì lý do này nàng đã lẫn trốn thấp nơi che giấu thân phận của mình cẩn thận che đậy bài trí để được sống sót đối với nàng mà nói Thân phận người thừa kế ma công mà cả thế nhân đều phải khiếp sợ này chính là một chiếc công cùng, là mầm tai họa động một tí sẽ mạnh mẽ đoạt lấy tính mạng của nàng. Nàng vẫn còn nhớ khi còn ở chân tiên thư viện, thiếu chút nữa thân phận của nàng đã bị bại lộ. Lúc đó nàng đã hỏi hắn câu này, nếu như nàng thực sự là người thừa kế ma công thì sao? Hắn mỉm cười chính miệng đáp lại rằng hắn sẽ tự tay giết chết nàng, sau đó sẽ đi cùng nàng. Vì câu nói này vào khoảnh khắc đó, nàng đã nghĩ rằng nàng có thể vì hắn mà làm bất cứ điều gì, cho dù đời này có rơi vào kết cục như thế nào cũng đều xứng đáng. Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều hồi ức, vẻ mặt của nữ tử bạch y ngày càng trở nên xuất thần. Ta không quan tâm, dù sao thì khi ngươi đến, nhất định phải nói tốt cho tỷ tỷ của ta trước mặt cố thúc của ngươi. Nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta biết rồi, nha đầu ngươi giả mang như vậy lớn lên không ai thèm lấy ngươi đâu. Hừ, ai cần ngươi quan tâm, tiếng cãi nhau của Trần Nhị Nha và Vương Tiểu Ngưu đã cắt ngang dòng suy nghĩ của bạch y nữ tử, khiến nàng hoàng hồn trở lại. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía mấy hài tử trước mặt. Hầu như đứa nào cũng sôi nổi đưa ra lời khuyên cho tỷ tỷ của Trần Nhị Nha. Mặc dù tuổi đời bọn hắn không lớn nhưng lại biết rất nhiều về chuyện cưới gã của nam nữ đứa nào đứa nấy đều làm ra vẻ ông cụ non hiểu chuyện điều này làm cho nữ tử bạch y có chút buồn cười lắc đầu bật cười thế nhưng cảnh này cũng gợi lại nhiều suy nghĩ cho nàng nói thế nào đi nữa thời gian trôi qua như dòng nước ta không nên nhìn lại quá khứ mặc dù ngày nào nàng cũng chìm trong ký ức của quá khứ nhưng vẫn không thể thay đổi được gì thay vì cứ ảo tưởng mong chờ lan man như vậy không bằng đối mặt với tất cả lấy lại tỉnh táo. Giấc mộng đẹp đã được theo dệt ấy đã sớm tan thành mây khói. Ngay cả ranh giới cũng đã lộ ra máu thịt be bét. Nàng còn có gì không dám đối mặt. Nhà của Vương Tiểu Ngưu nằm ở đầu thôn, cách trường tư thục không xa, đi đến đó còn chưa tới vài dặm. Sau khi bạch y nữ tử dậy cho lũ trẻ xong thì cũng rời khỏi thư viện nhỏ này. Nàng ẩn mình vào trong hư không, đi theo sau Vương Tiểu Ngưu, trần nhị nha và những hài tử khác nàng muốn xem thử cái người mang họ cố kia mấy hài tử ngây thơ hồn nhiên trên đường về nhà vẫn không quên lấy chuyện buổi sáng ra trêu chọc trần nhị nha nhị nha có phải sau này lớn lên ngươi cũng sẽ tìm một nam tử đẹp mắt để gả giống như tỷ tỷ ngươi phải không vài tiểu cô nương cùng tuổi cười hì hì nói đó là chuyện đương nhiên đôi mắt to của trần nhị nha đảo quanh lộ ra một nụ cười tự tin, nói, sau này ta lớn lên, chắc chắn sẽ đẹp hơn tỷ tỷ của ta, ta sẽ tìm một phu quân đẹp hơn cả cố thúc của tiểu ngưu. Ngươi giả mang như vậy, người ta không để mắt đến ngươi đâu. Vương tiểu ngưu biểu môi. Thế nhưng câu này vừa nói ra, hắn đã phải nhận một đấm của Trần Nhị Nha. Hai người vừa đánh nhau vừa chạy đến đầu thôn. Những đồng bạn còn lại thì đuổi theo phía sau, vô lo vô nghĩ, cực kỳ vui vẻ. Bạch y nữ tử nhìn thấy cảnh này cũng có chút ghen tị. Đây là tình cảm một mạc, thuần khiết, không có bất kỳ tạp chất nào. Có thể hiện tại hai hài tử vẫn chưa cảm nhận được, nhưng khi bọn hắn lớn hơn một chút thì sẽ hiểu được thôi. Ngày nay tình cảm đơn thuần, thích trêu chọc đùa giỡn nhau như vậy hiếm có biết bao. Thanh Mai Trúc Mã, Hồn Nhiên Vô Tư Chương 2359 Nhà gái cầu hôn vào lúc này, khung cảnh trước cửa nhà Vương Tiểu Ngưu lại khá náo nhiệt. Rất nhiều thôn dân đang súng lại xem náo nhiệt, nhiều người biết chuyện còn đang nói đùa, chê cười những người mới đến. Một nữ tử có gương mặt xinh đẹp, nước da trắng ngần trong một chiếc váy màu xanh nhạt, vẻ mặt có chút e thẹn cuối thấp đầu, tay ngọc nắm chặt vạt áo, đứng ở đằng sau phụ mẫu. Trên mặt nàng thoa một lớp vấn mỏng, điểm chút má hồng, giữa chốn non nước dưỡng nhân này vẫn toát ra vẻ đẹp tươi sáng động lòng người. Đây chính là tỷ tỷ mà Trần Nhị Nha nói tới, Trần Nhã. Mỹ nhân nổi tiếng ở Thanh Sơn Thôn có một hàng đậu phụ ở cổng thôn. Không chỉ đẹp người khéo tay, tâm địa thiện lương mà món đậu phụ nàng làm ra cũng rất ngon. Những người nhiều chuyện còn gọi nàng là Tây Thi Đậu Phụ. Biết đến với vẻ đẹp của nàng, không biết có bao nhiêu nam tử trẻ tuổi ở gần đây muốn cưới nàng về nhà ngay cả những nhà quyền quý trong thành cũng đã đến cửa cầu thân nhưng đều bị nàng từ chối trước mặt trần nhã là phụ mẫu của nàng ngoài ra còn có một bà mối đang nở nụ cười hiền lành kéo tay mẫu thân của vương tiểu ngưu nói về những chuyện thường ngày thông dân xung quanh thỉnh thoảng sẽ cười ha ha xen vào nói giúp một câu bọn hắn cũng có thể nhìn ra phụ mẫu trần nhã đích thân dẫn trần nhã tới cửa lại còn mang theo bà mối tới điều này có nghĩa là gì đương nhiên không cần nhiều lời chỉ là nam tử họ cố mà bọn hắn muốn gặp hôm nay đã đi chợ phiên cùng với vương nhị ngưu để bán mấy trái dưa nhà tự trồng cho nên đến giờ vẫn chưa trở về nhiều nam tử trẻ tuổi nghe tin chạy tới đều vô cùng ghen tị đối với họ trần nhã giống như một nữ thần bình thường dù là ai đến cầu thân cũng đều bị nàng từ chối nhưng không ai ngờ tới một nữ nhi như nàng lại to gan đến mức không ngần ngại thuyết phục phụ mẫu đích thân dẫn theo bà mối đến cửa. Tiếc là tướng mạo ta không bằng người ta. Tiểu nhã coi thường ta cũng là chuyện bình thường. Từ xưa đến nay, gia nhân sánh vai cùng tài tử, đó là lẽ đương nhiên. Chẳng qua bọn hắn cũng biết dung mạo mình thế nào. Tự biết mình xấu xí quê mùa, Trần Nhã coi thường bọn hắn là chuyện đương nhiên. Trần Gia ở Thanh Sơn Thôn cũng được xem như giàu có. Vậy nên Trần Nhã phụ mẫu nàng và những người khác không hề nghĩ tới xính lễ. Bọn hắn đích thân tới cửa cũng vì muốn thuyết phục mẫu thân của Vương Tiểu Ngưu nói giúp vài câu. Theo bọn hắn được biết, Cố Trường Ca đã được Vương Gia thu nhận. Bình thường, người tiếp xúc với hắn nhiều nhất chính là ba người trong nhà Vương Gia. Lưu lạc đến đây, không người thân thích, không chừng từ tận đáy lòng. Hắn đã xem ba người nhà họ Vương là người thân. Trên người phụ mẫu Trần Nhã đều toát ra vẻ thư sinh, xuất thân từ dòng dõi thư hương, vậy nên lúc nói chuyện cũng vô cùng lịch sự. Điều này khiến cho mẫu thân của Vương Tiểu Ngưu cảm thấy bất lực, nhưng lại không thể từ chối thẳng thừng. Chuyện như thế này, sao bọn hắn dám làm chủ thay Cố Trường Ca? Tỷ tỷ, cha, nương, lúc này, Trần Nhị Nha và Vương Tiểu Ngưu nhảy nhót về đến nhà, nhìn thấy cảnh này thì cũng súng lại. Trần Nhã nhìn thấy muội muội của mình thì nở một nụ cười, đưa tay ra nhéo mũi của nàng. Tỷ tỷ không biết về dặt gì cả. Người ta không biết, còn tưởng tỷ tỷ không gả đi được. Nhưng ta đã nhờ Tiểu Ngưu nói tốt vài câu giúp tỷ rồi. Tỷ phải làm gì để cảm ơn ta đây? Vừa đến đây, Trần Nhị Nha đã bắt đầu tranh công, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười thật tươi. Trần Nhã duỗi ngón tay ra chọc vào trán nàng giả vờ tức giận nói nói ít thôi không ai xem muội là người câm đâu nương vương tiểu ngưu cũng bước đến tiểu ngưu ngươi về rồi thì tốt lão đạo nhân lúc trước ngươi nhắc bây giờ đang ở trong nhà đợi ngươi nhìn thấy hắn trở lại mẫu thân vương tiểu ngưu không khỏi mỉm cười vội vàng kéo hắn lại rồi nói mới sáng nay một lão đạo nhân ăn mặc có chút tả tơi dẫn theo một nam tử trung niên nhìn qua rất phi phàm đột nhiên xuất hiện trong nhà bọn hắn. Hai người hỏi thăm tên họ, hỏi ở đây có phải là nhà của Vương Tiểu Ngưu hay không. Mẫu thân Vương Tiểu Ngưu chỉ là một phụ nhân bình thường, chưa bao giờ nhìn thấy người có phong thái như vậy nên đã vô cùng kinh ngạc. Nhưng nhớ lại chuyện tiên duyên mà Vương Tiểu Ngưu đã nói lúc trước thì cũng bình tĩnh lại, sau đó đáp lời một cách thành thật. Mặc dù lão đạo nhân trông có vẻ tốt bụng nhưng nam tử trung niên bên cạnh hắn lại khiến mẫu thân của Vương Tiểu Ngưu sợ hãi bất an. Vốn dĩ nàng muốn đến trường tư thục tìm Vương Tiểu Ngưu bảo hắn về nhà, nhưng lão đạo nhân lại tỏ vẻ không cần làm như vậy, hắn ở đây chờ là được, mà lần chờ này là mất cả một buổi sáng. Cái gì? Nghe vậy, Vương Tiểu Ngưu trợn tròn hai mắt. Sau khi phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc của hắn không che giấu được cảm xúc, lão đạo sĩ đó đã nói dối hắn, hoặc là đã quên hắn mất rồi. Nhưng không ngờ, lão đạo nhân đó thực sự đến đây lại còn xuất hiện trong nhà của hắn lúc này tất cả mọi chuyện đều bị hắn bỏ lại sau đầu không có gì quan trọng hơn việc bản thân tu tiên thật tốt quá trên mặt hắn đầy vẻ vui mừng đắc ý kích động đến mức không thể không khoe với trần nhị nha nhị nha bắt đầu từ hôm nay nhị ngưu ta sắp trở thành tiên nhân rồi sau này ai dám bắt nạt ngươi ngươi chỉ cần nói cho ta biết ta sẽ bảo vệ ngươi vừa nãy Mẫu thân của Vương Tiểu Ngưu không hề nhắc đến chuyện này, cũng không nói với phụ mẫu của Trần Nhã và những người khác, mà chỉ tùy tiện nói chuyện phím với bọn hắn ở trước cửa nhà. Lúc này, tất cả thôn dân nghe vậy đều kinh ngạc, tự hỏi bản thân có nghe nhầm hay không. Tiểu tử Vương Tiểu Ngưu này sắp trở thành tiên nhân rồi sao? Cả nhà Trần Nhã cũng bị những lời này làm cho kinh ngạc đến nỗi bọn hắn gần như quên mất mục đích của bản thân trong chuyến đi lần này. Chương 2360 Thượng tiên tới vương gia Tiểu ngưu ngươi không lừa ta chứ Trần Nhị Nha cũng sửng sốt, cái miệng nhỏ trề ra, không thể tin được hỏi Từ khi còn nhỏ, bọn hắn đã biết rằng thế gian này có tiên nhân tồn tại Tiên nhân phi thiên độn địa, không việc gì là không thể làm được Bọn hắn đã từng sùng bái ngưỡng mộ tiên nhân, mong ước sẽ có một ngày trở nên giống vậy nhưng tu tiên cần có cơ duyên và thiên phú bọn hắn vừa không có thiên phú vừa không có cơ duyên đương nhiên không thể nào tu tiên nhưng bây giờ đột nhiên vương tiểu ngưu lại nói với nàng rằng hắn có thể trở thành tiên nhân điều này làm sao có thể không khiến trần nhị nha kinh ngạc và ghen tị hôm đó lúc đang chăn trâu ta đã gặp một lão đạo nhân hiền lành hắn đến vương tiểu ngưu nói một cách đắc ý thôn dân xung quanh càng thêm kinh ngạc trước lời nói của hắn may mắn này không phải ai cũng có thể có được. Lúc này ở trong nhà của Vương Tiểu Ngưu, một lão đạo nhân có khuôn mặt hiền từ, trên người mặc một bộ vũ y có phần tả tơi đang ngồi trên băng ghế với dáng vẻ điềm tĩnh. Xem ra tiểu tử này đã về rồi, hắn nghe động tĩnh bên ngoài thì lộ ra nụ cười nhạt, lấy bầu rượu treo trên thắt lưng xuống, ngửa đầu uống rượu, ừng ực. Bên cạnh lão đạo nhân này còn có một nam tử trung niên đang đứng chỉ là cách ăn mặc và thần thái của nam tử trung niên cực kỳ không phù hợp với sự luộn thuận của lão đạo sĩ. Trường bào kim sắc được làm từ tơ tầm thần hỏa âm dương, đầu đội kim quang, áo choàng rộng rãi, vài chỗ còn có hoa văn rủ xuống một cách ngay ngắn. trong lúc hắn nhắm hờ mắt, vài sợi kim hưng lướt qua, khí tức mạnh mẽ vững vàng như núi, có vẻ không giận mà uy. rõ ràng, nam tử trung niên này là một người tu hành có tu vi rất cao cho dù đã thu lại ký tức nhưng vẫn vô cùng đáng sợ văn tiên tổ ngươi thật sự chắc chắn tiểu tử bên ngoài là hạt giống tốt sao nhưng theo ta thấy hắn chả có gì khác biệt còn không bằng mấy đệ tử ở trong tông môn nam tử trung niên rất coi trọng lão đạo nhân trước mặt nhưng lúc này cũng lộ chút nghi ngờ vì thế không thể không hỏi tại sơn thôn hẻo lánh như thế này có thể gặp được hạt giống khiến tiên tổ hắn cũng phải tán thưởng sao hắn cảm thấy có chút không thể tin được thật ra vừa rồi hắn đã đánh giá vương tiểu ngưu bằng nhiều cách khác nhau nhưng đừng nói đến căn cốt ngay cả cảm khí hắn cũng không làm được còn về thiên phú kiếm đạo như kiếm cốt thì cũng phải có tiền đề mới có thể tu hành trong mắt hắn hài đồng tên vương tiểu ngưu này chỉ là gặp may tình cờ có được kiếm cốt mà thôi ngoài cái đó ra thì không có gì đặc biệt nhưng ở đại thế ngày nay cho dù là kiếm cốt thì có làm sao cho hắn tu hành cả ngàn cả vạn năm cũng vô dụng mà thôi thiên phú kiếm cốt như vậy cũng không được xem là sức mạnh gì đặc biệt chẳng lẽ ngươi không tin ánh mắt của lão phu sao trong tương lai tiểu tử này sẽ không hề đơn giản đừng vì dáng vẻ hiện tại của hắn mà coi thường hắn không nên khinh thường thiếu niên nghèo lão đạo nhân trông có vẻ nhếch nhác nghe vậy chỉ lắc đầu cười không giải thích gì nhiều trên người hắn tỏa ra mùi rượu nồng nặc lôi thôi lết thết. Nếu như xuất hiện ở nơi khác, không chừng còn bị người ta xem là một lão ăn mày. Nghe đến đây, nam tử trung niên cũng không nói nhiều nữa, nhưng trong lòng thì vẫn nghi ngờ. Hắn biết rõ thân phận của lão đạo nhân trước mặt, vì vậy cũng không nghi ngờ lời nói của lão chút nào. Ra ngoài gặp tiểu tử đó thôi. Lão đạo nhân đứng dậy, phủ nhẹ bụi đất trên mông rồi cười ha ha bước ra ngoài. Nam tử trung niên theo sát phía sau. Tất cả thôn dân ngoài cửa đều bị lời nói của Vương Tiểu Ngưu làm cho sửng sốt, nửa ngày cũng không nói nên lời. Thậm chí vài người còn quên mình đến đây là để hóng chuyện Trần gia. Với sự xuất hiện của lão đạo nhân và nam tử trung niên, một số thôn dân còn đang nghi ngờ cũng không nghi ngờ nữa, vẻ mặt đồng loạt trở nên kính nể và sợ hãi. Nói thế nào đi nữa, tiên nhân và bọn hắn không phải là nhân vật trong cùng một thế giới. Kẻ mạnh sống thọ cùng trời đất, Hủy diệt thiên hạ, cho dù là vương triều mạnh nhất cũng có thể bị hủy diệt chỉ bằng một ngón tay. Nam tử trung niên chỉ cần đứng đó đã cho bọn hắn cảm giác áp lực và sợ hãi không tả. Dường như linh hồn cũng đang run rẩy, muốn quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Nhưng đối mặt với lão đạo nhân lôi thôi lết thích này, hắn lại vô cùng kính nể. Điều này khiến thôn dân càng thêm ngưỡng mộ vương tiểu ngưu, rõ ràng là lai lịch của lão đạo sĩ còn khủng khiếp hơn ta đã nhìn thấy thượng tiên. Vài thôn dân còn sợ hãi, không khỏi quỳ xuống bắt đầu hành lễ. Trần Nhã, Trần Nhị Nha và những người khác cũng sợ hãi trong lòng, không dám nói thêm gì nữa. Lúc trước, các nàng hoàn toàn không biết ở vương gia còn có tiên nhân. Tiểu tử, ngươi nhớ lão phu không? Lão đạo nhân không quan tâm đến mấy chuyện này. Mỉm cười nhìn vương tiểu ngưu với vẻ mặt hiền hòa. Vương Tiểu Ngưu đối mặt với hắn cũng không sợ hãi quá nhiều. Nghe vậy, hắn vội vàng gật đầu nói, "Nhớ chứ, nhớ chứ, đây là ngọc bội mà ngươi đã đưa cho ta. Ta vẫn luôn giữ nó rất kỹ." Nói xong, hắn lấy ra miếng ngọc bội hình thanh kiếm tinh xảo đưa cho lão đạo nhân trước mặt. Nhìn thấy miếng ngọc bội hình thanh kiếm này, đồng tử của nam tử trung niên lập tức co lại, trong lòng không khỏi chấn động. Không ngờ tiên tổ còn ban tặng cả miếng ngọc bội này. Nhưng hắn nhanh chóng chú ý đến tiên tổ đang nhìn vào khoảng không cách đó không xa, sau đó thu lại ánh mắt. Trong lòng nam tử trung niên khó hiểu nên cũng nhìn theo, sau đó nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.